Thầy không có nói lại về cái định nghĩa nữa. Cái dàn thanh là cái gì thầy không nói nữa. Và chúng ta sẽ đi thẳng sâu vào bài tập luôn, bởi vì các em hiểu là thời gian ta rất là ít. Và video thì thầy cũng làm cũng là tương đối rất là cẩn thận rồi. Thì do đó chúng ta không có phải mất thì giờ lại nữa. Còn em nào không xem thì rõ ràng là thầy nghĩ là rất là khó khăn. Như vậy thì nói chung là dàn thanh ấy, là nó bao gồm tất cả những cái thanh nhẹ. Thanh nhẹ là những cái thanh mà nó không có khối lượng. Hiểu vấn đề không? Thanh nhẹ là những cái thanh mà khối lượng không đáng kể. Mà các cái nút ấy, đều là các cái bản lề không ma sát, tức là các cái thanh này này. Đây em nhìn thấy một thanh, hai thanh, ba thanh này thì nó được kết nối với Đúng nhau rồi. thông qua một cái trục bản lề. Đây cái trục bản lề là cái trục này này. Thì nó khiến cho là các cái thanh này nó có thể xoay quanh nhau, các em hiểu vấn đề không? Quanh cái trục bản lề này. Và một cái dàn mà nó có nhiều thanh nhẹ liên kết với nhau như vậy thì các cái tải trọng nó tác dụng vào các cái nút bản lề này. Tức là không có cái lực nào mà tác dụng ở giữa thanh cả các em ạ. Vì chúng ta bỏ qua cái khối lượng cho nên là ở giữa thanh cũng không có cái lực trọng trường, hiểu vấn đề không? Bởi vậy thì lực trọng trường của đặt tại trọng tâm của mỗi thanh nó cũng là một loại lực. Nhưng mà vì chúng ta có nói rằng là các cái lực tác dụng vào nút chứ không tác dụng vào giữa thanh. Cho nên là để nó thỏa mãn được điều kiện này ấy, thì rõ ràng là chúng ta không thể nào chấp nhận được cái khối lượng của một thanh được. Nghĩa là các thanh này không có khối lượng không đáng kể. Vì thế thì mọi toàn bộ tải trọng của chúng ta là lực sẽ đặt vào các cái nút của chúng ta. Thì thỏa mãn ba cái điều kiện này thì chúng ta sẽ có một cái dàn thanh các em. Thì cái cấu dàn thanh là cái cấu rất là thông dụng cho cuộc sống, các em thấy nó là cái cây cầu đúng không? Các cái dàn cần cẩu vân vân thì rất là nhiều những cái dạng kết cấu mà chúng ta ở cái dạng là dàn thanh. Thì do đó chúng ta phải học cái cách tính cái dàn thanh. Vậy thì cách tính dàn thanh là chúng ta làm cái gì ạ các em? Cách tính dàn thanh trong môn cơ tĩnh là các em phải đi tìm nội lực của tất cả những cái thanh nhẹ này. Bởi vì những cái thanh nhẹ này khi mà nó chịu lực tác dụng vào các cái nút này thì nó sẽ chịu kéo hoặc là nén vào thôi. Các cái thanh của chúng ta thì sẽ chịu kéo hoặc là nén vào thôi. Đó. Thế thì thầy cũng xin nhắc với các em rằng là cái bài thi của chúng ta đúng không? Bài thi thường kỳ của chúng ta. Bài thi thường kỳ của chúng ta. Thì chúng ta cũng đã làm quen với cái dạng dàn thanh rồi. Bởi vì cái đề thi của các em đây cũng là một dàn thanh thôi đúng không các em? Và cái dàn này nó có mấy thanh các em nhỉ? Như cái đề thi của chúng ta thấy có mấy thanh? Hai thành. Hai thanh thôi, các em hiểu vấn đề không? Thế còn ở đây á thì nó rất là nhiều thanh các em, nó nhiều hơn nhưng thực tế thì ý tưởng nó là như nhau các em ạ. À, các em hiểu vấn đề không? Ở đây thì ý tưởng của nó là như nhau, các em thấy không? Thực sự ra thì cái bài thi của các em thì có hai thanh là hết. Thì các em xét cân bằng của một chất điểm. Các em viết hai phương trình cân bằng tổng FKX bằng 0 và tổng FKY bằng 0. Thế là các em có ngay được là hai phương trình, các em giải ra được nội lực của hai thanh. Còn ở đây thì nó nhiều nút hơn, nhiều thanh hơn và chúng ta sẽ làm nhiều lần hơn thì chúng ta sẽ ra được. Vậy thì tất cả nó chỉ nằm ở như vậy mà thôi. Thì do đó hôm nay thì thầy không có giảng lại phần lý thuyết nữa, bởi vì nó nằm trong cái phần lý thuyết của chúng ta rồi. Thì do đây thì thầy xin chữa ngay bài tập. Đó là cái nội dung của tuần ngày hôm nay, đó là dàn thanh tĩnh định, phương pháp nút, phương pháp mặt cắt. Vậy thì chúng ta đi vào bài tập luôn. Em ghi nội dung ngày hôm nay, 6 tháng 4, tuần 10. Đó là dàn thanh tĩnh định các em. Như vậy thì thầy xin giải thích như sau. Đó thì đây, cho dàn thanh với 7 thanh nhẹ, các em thấy nó có 7 thanh nhẹ chịu liên kết và chịu tải nhân vẽ. Thì cái dàn này nó có tên là dàn Warren. Warren tiếng Anh là dàn Warren. Hãy xác định nội lực của tất cả các thanh bằng phương pháp nút. Như vậy thì trước hết là chúng ta, các em xem kỹ video thì chúng ta sẽ có nói là cái vấn đề là phân tích cơ hệ các em. Vì thế hôm nay thầy cũng sẽ nói lại cho các em là phân tích cơ hệ, các em ghi đi phân tích cơ hệ. Còn cái hình vẽ này thì do các em đã in ra sẵn cái tờ ấy rồi, còn các em nào không in thì thầy chịu đấy nhá. Nếu bây giờ các em không chép lại, em nào mà không in ra thì các em chép vẽ lại cái hình này thật nhanh và thầy sẽ không đợi các em đâu. Còn nếu em nào mà vẽ không kịp thì chịu. Đấy, chịu hết cách rồi. Mọi thứ nó có sẵn trên trang web rồi, đúng không? Đây, ấn vào in ra để mà chuẩn bị cho buổi học. Nếu như các em mà không làm được nữa thì thôi, video có sẵn đây. Slide có sẵn đây, tất cả mọi thứ quá sẵn sàng rồi. Nếu như mà các em mà không làm thì thôi, thầy chịu, cũng làm gì được.
Thì bây giờ phân tích cơ hệ thực sự ra là đó là đi tìm số ẩn và số phương trình hết. Số ẩn và số phương trình. Thì ta nói rằng là số phương trình là dễ nhất. Số phương trình là dễ nhất để chúng ta có thể làm. Bởi vì số phương trình ở đây thì chúng ta sẽ dựa vào là cân bằng của một chất điểm. Dựa vào cái kiến thức là cân bằng của một chất điểm các bạn. Thì mỗi một chất điểm thì chúng ta sẽ xét cân bằng của nó thì chúng ta sẽ có là hai phương trình cân bằng. Vậy đây chúng ta thấy có mấy chất điểm tất cả các em nhỉ? Ai có thể nói cho thầy nào nếu nói đúng sẽ được 5 điểm cộng rồi thì mời các em. Dạ thưa thầy, 5. Ai ai nói đi thì bây giờ các em giơ tay lên để chúng ta còn thống kê điểm cộng nhé. Bạn đấy là Huy Hoàng nói phải không em? Dạ. Rồi ok em, rất đúng em. Này 5 điểm cộng em. Đó là 5 điểm A, B, C, D, E. Thì như vậy chúng ta sẽ có là 5 điểm. 5 chất điểm các em. Đó là A, B, C, D, E. Mà mỗi chất điểm thì chúng ta có mấy phương trình các em nhỉ? Ai nói được là mỗi chất điểm thì chúng ta có mời Nguyễn Đức Trung em. Hay là hai phương trình Hai phương trình cân bằng, vậy năm chất điểm chúng ta sẽ có mấy phương trình tất cả các em nhỉ? rồi 10 phương trình cân bằng các em. Thì về nguyên tắc thì số phương trình phải bằng số ẩn các em ạ. Vậy thì chúng ta 10 phương trình cân bằng chúng ta sẽ giải được mấy ẩn các em? Sẽ giải được mấy ẩn các em nhỉ? 10 phương trình thì được mỗi ngày 10 ạ. ẩn. Vậy thì 10 ẩn ở đây là những ẩn nào? Thì xin thưa với các em rằng là ở đây mỗi một thanh nhẹ thì khi mà nó chịu tải, khi mà lực nó đặt vào các cái nút này thì các cái thanh của chúng ta sẽ chịu hoặc kéo hoặc nén mà thôi. Khi mà các cái thanh chịu kéo hoặc nén á thì nó chỉ có một nội lực của nó. Vậy thì mình có tất cả mấy thanh ở đây các em nhỉ? Ở đây mình có mấy thanh nhẹ tất cả, các em đếm cho thầy xem nào. Là 7 thành. Bảy thanh. 7 thành. Bảy thanh. Các em ghi đi, bảy thanh. Mỗi thanh thì có một nội lực, vì do đó chúng ta có 7 cái nội lực. 7 nội lực này chính là 7 ẩn các em ạ, mà chúng ta phải đi tìm. Tuy nhiên ngoài ra ở đây các em còn thấy là ở đây nó còn có các cái liên kết bên ngoài. Ở A, các bạn nào còn nhớ liên kết ở A là liên kết tên là gì không? Em nào nói được nào, 5 điểm cộng em. Em nào còn nhớ được liên kết ở A thì mời Trần Huy Hoàng, thầy mời Lê Thành Phát đi em, để cho các bạn ấy có điểm. Thầy mời Dạ thưa thầy là con lăn hả? đúng rồi em, con lăn. Vậy thì con lăn ấy thì nó có mấy phản lực em? Một 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 Dạ thầy là con lăn có một phản lực thầy. Đó là phản lực nào em? Đó là NA thầy. Đúng rồi em. Trong tình huống này ấy, thì chúng ta thấy rằng là NA hay hoặc là IA cũng được, tùy. Rồi ở E thì chúng thì em ở E thì có em nào còn nhớ là thầy mời Nguyễn Quốc Thái nào em? Dạ thầy đó là bản lề cố định. Bản lề cố định, đúng rồi em, còn nhớ được là tốt lắm. Có hai phân lực. Đúng rồi em, đó là những thành phần nào? XA và X, XE và IE. Đúng rồi, giỏi lắm em. Rồi, 7 điểm cộng em. Rất đơn giản vậy thôi, chỉ cần là các em chăm học, các em nhớ bài một tí thôi là các em hoàn toàn có thể trả lời được câu hỏi của thầy và các em đi làm một bài tập. Chỉ có em nào mà lười quá thì thầy chịu rồi, chứ còn chả biết thế nào. IE thì như vậy thì các em thấy rằng ở đây chúng ta có thêm 3 phản lực nữa. Thì như vậy ta có là phản lực liên kết. Đó là 3 phản lực NA, XE, IE. Như vậy thì ở đây là chúng ta thấy là có thêm 3 ẩn nữa. Vậy 7 cái nội lực cộng với 3 ẩn, vậy thì tổng cộng là có mấy ẩn tất cả các em? 10 10 rồi. 10 ẩn các em ạ. 10 phương trình. Chính xác là như vậy các em. Chính xác là như vậy. Thế thì bây giờ là 10 phương trình cân bằng để chúng ta giải được 10 ẩn. Thì đấy là cái cách thứ nhất thôi các em ạ. Còn cách thứ hai ấy, thì chúng ta sẽ bài này chúng ta sẽ có hai cách các em ạ. Bài này thì chúng ta sẽ có hai cách giải các em ạ. Cách giải này. Thì bây giờ thầy sẽ nói cho các em để các em phân tích và em hiểu cho nó rõ. Chúng ta sẽ có hai cách giải bài này.
Em ghi chú vào đi. Cái cách thứ nhất các em, đó là xét cân bằng của 5 chất điểm các em ạ. Cách 1, đó là xét cân bằng của 5 chất điểm các em ạ. Thế thì khi mà các em xét cân bằng của 5 chất điểm á, thì các em phải gì? Phải cắt các cái thanh này ra để chúng ta sử dụng phương pháp nút các em. Phương pháp nút chẳng qua là các em cắt các thanh để em xét cân bằng của nút bản lề. Mà một nút bản lề thì tượng trưng chính là chất điểm các em ạ. Rồi, nói ngay ta làm ngay các em. Vậy đầu tiên đó các em ạ. Đầu tiên thầy sẽ cắt cái nút đầu tiên là nút B các em nhìn này. Các em nhìn thấy cái lát cắt của thầy không? Đó. Thì sau đó thì thầy sẽ vẽ lại cái phần cắt của thầy, các em vẽ đi. Đây này. Đây này các em. Vẽ nó không được ấy lắm. Đây. Thì khi mà các em cắt ra thì các em phải vẽ sơ đồ vật thể tự do các em. Sơ đồ vật thể tự do thì gồm có là vật thể tự do, đó là cái phần các em bị cắt ra. Một cái phần các cái thanh các em bị cắt ra. Ngoài ra tiếp theo chúng ta sẽ có những cái lực. Thì các em nhớ rằng là nội lực thì chúng ta luôn vẽ từ trong mà cắt vẽ ra. Thì ngày trước thầy có nói với các em rồi. Thanh nhẹ cũng vậy hay là dây cũng vậy. Thì chúng ta sẽ luôn vẽ nội lực từ trong mà cắt vẽ ra. Đó, nội lực từ trong mà cắt vẽ ra. Thì nội lực thì của các thanh nhẹ ta ký hiệu là chữ S gì. Còn lực căng dây thì ta ký hiệu là T. Còn đây là thanh nhẹ ta ký hiệu là S. Thanh nội lực của thanh nào, thanh AB thì ta ghi là S, viết hoa AB viết ở dưới. Thanh BC thì ta ghi là SBC. Thanh BD thì ta ghi là SBD. Như vậy thì đến đây thì chúng ta đã có được là các cái nội lực. Ngoài ra thì đề cho là lực 1000 pound. Thì các em copy nó xuống. Đây ngoại lực đây, 1000 pound. Đó là ngoại lực đề cho. Thì đến đây đã được gọi là sơ đồ vật thể tự do chưa? Ai nói được nào? Đến đây thì đã được gọi là sơ đồ vật thể tự do chưa các em? Trần Huy Hoàng em. Dạ thưa thầy là chưa. Đúng rồi, còn thiếu gì em nhỉ? Dạ hệ trục tọa độ. Đúng rồi em. Hệ trục tọa độ. Hệ trục tọa độ. Đây trục y đây. Thế như vậy thì rõ ràng ở đây thì chúng ta còn thiếu kích thước nữa. Đó là các cái góc chúng ta các em ạ. Đây mỗi góc này là 30 độ. Đó. Thì đến đây thì chúng ta thấy là hệ trục tọa độ có kích thước, có lực, có vật thể tự do, có. Thì cái này được gọi là sơ đồ vật thể tự do của điểm nào các em nhỉ? Của điểm gì? Điểm B. Thế thì khi mà chúng ta làm như vậy ấy, thì mỗi một chất điểm ấy, thì chúng ta có hai phương trình chúng ta vừa nói rồi. Mỗi một chất điểm thì chúng ta có hai phương trình cân bằng. Thì do đó khi mà em có được chất điểm B thì em viết ngay hai phương trình cân bằng của nó. Đó là phương trình tổng FKX đúng không các em, bằng 0. Ai có thể triển khai cho thầy được không? Ở đây chúng ta có tổng cộng là 4 lực tất cả, 3 cái nội lực và một cái ngoại lực để cho. Ai có thể triển khai để cho thầy cái phương trình cân bằng tổng FKX nào thì mời Lưu Hoàng Thanh em đọc cho thầy. Dạ hay là SBD. Quá đúng em. Tiếp đi em. Cộng SBC nhân cho cos 60. Quá chuẩn em. Trừ SAB nhân cho cos 60 luôn. Đúng em. Gì hết cho em? Bằng không à? Bằng không, quá chuẩn em.
Thôi thì em đọc luôn cho thầy cái phương trình tổng FKI bằng 0 có được không em? Dạ được ạ. Ừ, em đọc luôn cho thầy đi. FKI bằng trừ 1.000. Chính xác, trừ 1.000. Tiếp đi em. Trừ SBD, SBC nhân cho Ở trên, sin 60. đúng rồi, ở trên là cos thì ở dưới là gì luôn? Sin à? Đúng rồi em à. Rất là dễ, ta không phải nghĩ gì cả. Tiếp đi em. Trừ SAB nhân sin 60 Quá chuẩn em. bằng 0. Quá chuẩn em, cảm ơn em rất nhiều, 10 điểm cộng em. Thì đến đây ấy, thì chúng ta có hai phương trình. Nhưng mà chúng ta hai phương trình này ta thấy có mấy ẩn tất cả các em nhỉ? Hai phương trình này ta thấy có mấy ẩn? Có mấy ẩn? Ba ẩn, ba Ba. ẩn em, ba ẩn. Đó là ba nội lực của ba thanh. Và hai phương trình ba ẩn thì liệu mình có giải được không ạ em? Không thôi. Chưa, đúng rồi, chưa thể giải được em. Bởi vậy cho nên là chúng ta chưa thể nào mà giải được. Đây ta mới có hai phương trình thôi, ta còn thiếu mấy phương trình nữa hả các em? Ta còn thiếu Thiếu mấy? một phương trình nữa. Không, tức là tổng cộng ta còn 8, có 8 phương trình nữa. 8 phương trình thì tức là lúc này thì ta phải cắt tiếp các em à. Thì do đó các em sẽ cắt tiếp này. Sau đó thì các em sẽ cắt tiếp nút D. Thì các bạn bảo tôi thấy em cắt nút A trước được không? Mới được. Nút C thì nó không, tùy cái nào cũng chả được em. Khi mà chúng ta cái cách thứ nhất ấy là khi mà chúng ta xét cân bằng của tất cả các chất điểm ấy, thì trình tự đối với chúng ta không quan trọng mà em. Không quan trọng. Em cứ liệt kê ra hết. Như vậy thì bây giờ sau đây thầy xin vẽ sơ đồ vật thể tự do của chất điểm D. Thì các em thấy là với cái lát cắt của thầy ấy, thì cái thanh BD của thầy nó sẽ còn một đoạn. Sau đó thanh DC của thầy nó cũng sẽ còn một đoạn. Sau đó thì thanh DE của thầy cũng sẽ còn một đoạn các em. Đó. Đến đây thì thầy đã có vật thể tự do các em. Tức là khi mà thầy cắt ba cái thanh này ra thì thầy sẽ có được ba cái đoạn này, đó là cái đoạn này là B, đó là ba cái đoạn này, đó là vật thể tự do của thầy. Thì sau đó thì thầy phải vẽ lực kia. Lực thì thầy nói rồi, tất cả các cái nội lực của các cái thanh thì thầy sẽ vẽ từ trong và cắt vẽ ra các em ạ. Nội lực của thanh thì đương nhiên là dọc theo thanh rồi, ta không phải nói gì cả. Đây cũng là SBD này các em. Ở trên ta có SBD sang trái, à sang phải, ở đây ta có SBD sang trái. Sau đó là ta có SDC các em. Nội lực của thanh DC đấy, dọc chiều dài thanh, chiều chúng ta vẫn vẽ từ trong và cắt vẽ ra, đó là SDC. Tiếp theo đó là SDE các em à, SDE rồi đến cho đó thì đến ngoại lực của đề cho, ngoại lực của đề cho, ngoại lực của đề cho. Đó là 3.000 pound. Thì đến đây đã được gọi là sơ đồ vật thể tự do chưa? Ta thấy đủ Chưa chưa? thầy. Chưa đâu. Vậy ta còn thiếu hệ trục tọa độ nữa. Đấy. Vậy các em cứ vẽ là thôi. Ngoài ra còn thiếu góc nữa các em à. Đó là 60 độ. Mỗi bên 30. 30 độ. Đây cũng là 60 độ. Đó thì đến đây á, chúng ta mới có gọi là sơ đồ vật thể tự do của điểm gì à các em? Của điểm D. Thì do đó chúng ta cũng viết hai phương trình cân bằng, đó là tổng FKX bằng 0 và tổng FKI bằng 0. Thì lúc này chúng ta cũng sẽ có từng phương trình ta triển khai ra các em. Ai có thể giúp thầy triển khai hai phương trình đầu tiên tổng FKX bằng 0 được không? Ai có thể giúp thầy nào? 10 điểm cộng rồi kìa. À thì mời Ngũ Kiệt Tài nào em. Kiệt Tài em. Tổng FKX bằng 0 nào, giúp thầy nào. Kiệt Tài em. Kiệt Tài em, nói luôn đi em. Sao thầy không nghe gì cả nhỉ? Các em có nghe thấy bạn Kiệt Tài nói gì không? Đúng Dạ rồi. không thầy ơi. Ừ, thôi thì thế thì Kiệt Tài kiểm tra lại mic của em đã nhá. Rồi thầy mời Phúc Nguyên nè, Phúc Nguyên nè.
10 Phúc Nguyên hả? Dạ thưa thầy là SKX bằng SDB. Dấu âm hay dấu dương em? Dạ thưa thầy là dấu dương thầy. Trục x của thầy là sang phải này em. À thưa thầy là dấu âm thầy. Chết thật dấu đấy. Âm. Em mà làm như thế này thì đến thi thi thì em làm sao mà được điểm của em? Hiểu không? Em rất cẩn thận nhá, đọc lại đi. Trừ trừ SBD đúng không? Thưa thầy là trừ SDB, trừ SBD. Tiếp đi em. Trừ SBD trừ 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 cho SDC nhân lại cos 60. Đúng rồi. Tiếp đi. Cộng với lại cộng với lại SDE nhân lại cos 60 bằng 0. Đúng rồi. Rồi em nói luôn phương trình tổng FKI bằng 0 này. Thưa thầy là trừ 3000 bao trừ đi lại SDC nhân lại sin 60 cộng lại SDE cộng nhân à? Sin 60 cộng bằng 0 à? Cộng à? Cộng tiếp à? Thưa thầy đây là tổng FKI này là trừ... trừ chứ đây đây trừ. Mình chiếu lên đây này đúng không, mình chiếu lên đây này đúng không? Dạ. Tại sao có thể cộng được, cho nên là em làm này là mấy lần sai rồi. Mà chỉ cần một lần sai thôi ấy, thì còn gì là bằng, còn là bài nữa của em. Nhân cho gì em nhỉ, chứ SCDD nhân sin 60 rồi, bằng 0 là... Thấy cũng hiểu nổi chứ bây giờ mà có mấy lần em sai này rồi thì còn gì là bài nữa em nhỉ. Còn gì là bài nữa đâu. Bảo sao mà điểm không kém mà không rớt. Như vậy là mình có mấy phương trình rồi các em nhỉ? Các em nhỉ? 4 phương trình. Đúng rồi em, 4 phương trình. Vậy mình còn thiếu mấy phương trình nữa? 6 thầy. Đúng rồi. Do đó thì chúng ta tiếp tục. Chúng ta cắt thanh. Thầy sẽ cắt ở điểm A thì thầy sẽ có này. Lúc này giả cắt ở điểm A và đồng thời thầy giải phóng liên kết của con lăn ra, hiểu vấn đề không? Đây nhá, thầy cắt thanh ra và đồng thời thầy không còn vẽ con lăn nữa. Thì khi không còn vẽ con lăn nữa thì nó còn lại cái phản lực. Nó còn có cái phản lực mà con lăn này này nó tác động lên cái bản lề này này. Thì do đó đó là NA. Ngoài ra khi cắt thanh thì nó xuất hiện nội lực. Các em chú ý là dọc theo thanh AB thì đây cũng sẽ chính là thanh AB, các em hiểu vấn đề không? Cho nên cái AB ở đây này này, SAB ở đây này và cái SAB ở đây sẽ là một, các em. Nó là nội lực của một thanh thôi, nó là một thôi. Và cuối cùng là đây là SAC thì cũng dọc theo thanh và cũng có chiều từ trong hướng ra. SAC. Thế thì đó là chúng ta hết hết lực rồi. Tuy nhiên chưa được gọi là sơ đồ phản điện tự do bởi vì ta còn thiếu nhiều yếu tố. Đó là hệ trục tọa độ, rồi kích thước chúng ta vuông góc đây 60 độ, đây là 30 độ. Đó, đó, hết rồi. Trục tọa độ như vậy thôi. Thì đây là thầy có sơ đồ vật thể tự do của điểm gì ở các em nhỉ? Điểm A. Thì do đó chúng ta cũng lại xét hai phương trình cân bằng của nó. Đó là tổng FKX bằng 0 và tổng FKI bằng 0. Có vậy thôi. Ai có thể giúp cho thầy khai triển phương trình tổng FKX bằng 0 nào? Thầy mời ai đó nào? Thầy mời Nguyễn Quốc Thái đi em. Dạ thưa thầy là SAC. SAC. Đúng rồi em. Cộng cho SAB. Nhân cho cos 60. Đúng. Bằng 0. Bằng 0. Và tiếp theo. Tổng FKI đó là NA. Tổng FKI bằng 0 là NA. Cộng cho SAB. Nhân cho sin 60 bằng 0. Đúng rồi. Đây là phương trình số 4 và đây là phương trình số 5. À có đúng không nhỉ? Xin lỗi các em. 6 xin lỗi 5 và 6. Đúng rồi, xin lỗi các em 5 và 6. 5 và 6. Chúng ta cũng chưa giải ngay được các em ạ, bởi vì hai phương trình mà chúng ta có ba ẩn SAC là 1, SAB là 2 và NA là 2.
là ba ba ẩn không thể giải được đâu. Rồi thì từ đó chúng ta còn thiếu bốn phương trình nữa, đó là chúng ta phải cắt tiếp nút C này các em này. Thấy chưa? Thấy thì cắt chưa? Một lát cắt này chưa? Thì như vậy thì còn cái gì các em lại vẽ lại ra? Đó, các em còn một phần của Thanh. Một phần của Thanh. Phần của Thanh. Và chúng ta phải vẽ nội lực của các thanh SAC. SBC. SBCD. SCE. CE. Và ngoại lực đề cho đó là 4.000 pound. Ngoài ra ta còn góc nữa game à. 60 độ. Đây cũng 60 độ. Đây cũng 60 độ. Đó thì như thế thì chúng ta mới được gọi là sơ đồ vật thể tự do. Đây là điểm C, ta phải ghi cái điểm C đây. Và ai có thể giúp thầy để triển khai được cái à chưa 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 còn nữa gì game nhỉ? Còn thiếu cái gì? Thiếu chụp thầy ơi. Đúng rồi, thiếu cái chụp tọa độ. Chụp tọa độ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Thế đấy game. Rồi thế thì ai có thể giúp thầy để triển khai phương trình nhỉ? Thầy xin mời. Thầy mời Nguyễn Hải Dương em. Thầy mời Nguyễn Hải Dương em. Tổng f cái x bằng 0 rồi. Có thể nói cho thầy không? Phải Dương phát biểu đi. Dạ thầy là tổng f cái x bằng 0. Uh-huh. Là có s s gì nữa? S xe. S xe. Tiếp đi em, cứ nói đi, cứ nói đi. S xe thôi. Hả? Trừ cho s ac. Ờ rồi, trừ s ac. Tiếp đi em. Rồi trừ cho SBC nhân cho cos 60. Gì nữa? Rồi cộng cho SD nhân cos 60. Ok. Rồi, đấy là phương trình số 7. Rồi tiếp tục đi em. Hay là tổng SKY bằng 0. Thì nghe, tiếp đi em. Hay là có 4.000. Rồi trừ 4.000. Trừ cho SBC nhân sin 60. Trừ à? Tại sao lại trừ? SBC. Trừ à? Tại sao lại trừ nhỉ? Thế không hiểu nhỉ? Cộng thôi, cộng thôi. Em cứ mấy lần nhầm như thế thì còn gì là bài nữa em? Dạ. Cộng cho SBC. Cộng SBC nhân sin 60. Gì nữa? Rồi cộng cho SCD nhân sin 60. Rồi, bằng mấy? Không. Dạ, bằng 0. Đúng rồi. Đến đây ta có phương trình số 8 các em à. Nhưng mà 8 thì vẫn chưa đủ, vậy ta còn một phương một một chất điểm nữa và một phương trình nữa, đúng không các em? Đúng không nào? Do đó thì chúng ta tiếp tục. Đó là điểm chúng ta cần phải khảo sát tiếp, đó là điểm nào các em? Đó là điểm nào? Điểm E. Đúng rồi em. Ta cắt điểm E ra. Và chúng ta để vẽ sơ đồ vật thể tự do của điểm E. Khi mà cắt này ra, không những cắt mà chúng ta phải bỏ luôn cả bản lề nữa, bởi vì nó cũng là liên kết ngoài mà. Thì do đó thì chúng ta không thể nào để lại cái gì được. Đó thì như vậy thì ở hai thanh này, ở đây là ta ghi luôn điểm E này, không có khỏi quên. Ở nút E ta có là nhớ là có một cái phản lực NE.
IE đấy. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai cái nội lực của hai thanh, đó là SCE. Từ trong và cắt vẽ ra thì chúng ta phải vẽ ngược chiều. Và tiếp theo là SDE của thanh DE. Dọc dọc thanh. SDE. Tiếp theo ta phải có kích thước 60 độ. Ngoài ra ta phải có hệ trục gì? Tọa độ. Đây là 60 thì đây sẽ là hẳn là 30 độ. Đó. Đủ chưa các em nhỉ? Đủ chưa? Đủ gọi sơ đồ và thể thầy tích ơi, cho thầy. Ơi. Cái phần lựa chỗ E là bản lời cố định thì phải có. À đúng rồi, còn XE nữa, xin lỗi, đúng rồi, em nào phát hiện rồi đấy. Cho em 5 điểm cộng em. Rồi, ok. XE nữa. Chính xác em. Đó thì đến đây chúng ta mới đủ, mới đủ. Vì thế thì đến đây chúng ta mới có sơ đồ và thể tự do. Rồi vậy bây giờ chúng ta cũng sẽ triển khai hai phương trình cuối cùng còn lại, đó là phương trình 9 và phương trình 10. Ai có thể giúp thầy triển khai nào? Thầy sẽ cho tiếp tục nào. Thầy mời Nguyễn Vũ Dũng nào. Dạ thưa thầy, tổng fkx bằng 0. Em cứ đọc đi. Tương đương xe. Đúng rồi. Trừ cho SCE. Trừ cho SED nhân cos 60. Tổng FKI bằng 0. Tương đương IE. Cộng với SDE nhân sin 60. Bằng 0. Như vậy thì đến đây các em à, chúng ta mới có đủ hết cả 10 phương trình các em. Nhưng mà các em cứ tự dạ, thầy ơi. Ơi. Nghe rõ phương trình số 10 là SDE nhân sin. À, thì không em đọc nhầm nha, không có. Được chưa nào? Bây giờ các em để ý này. Chúng ta triển khai cả 10 phương trình ra. Nhưng mà theo các em thì việc giải hệ 10 phương trình này có phải là việc dễ không? Không. Không phải dễ không lắm rồi. Thực ra các em sẽ phải xuất phát từ một phương trình nào mà nó có hai ẩn, rồi các em thế dần và thế dần vào. Em đưa từ hệ 10 phương trình về giảm dần hệ 3 phương trình thì em bấm máy tính mới được. Thế thì do đó các em ạ, thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta giải một đống hệ phương trình như thế này thì chúng ta giải tay nó cũng không được tiện. Thì do đó chúng ta mới nảy sinh ra cách giải số 2 các em ạ. Các em ghi đi, cách giải số 2. Các em thấy rằng là cách giải số 2 á là cách giải như thế nào? Đầu tiên là thầy phải copy lại cái hình vẽ ở đây đã. Cách giải số 2 của chúng ta ở đây ấy, đó là chúng ta thấy rằng chúng ta em ghi đi cách 2. Đó là chúng ta phối hợp hai công cụ cân bằng của một vật rắn em kết hợp với lại là cân bằng của một chất điểm em ạ. Tại sao lại thế? Thì thầy sẽ giải thích cho các em nghe này. Nếu như mà các em xuất phát từ hệ phương trình số 1 và hệ phương trình số 2 thì ở đây chúng ta có cả ba cái ẩn số. Chúng ta không cách nào chúng ta biết được. Ba ẩn số chúng ta không thể giải được. Nếu chúng ta xuất phát từ điểm D thì chúng ta cũng sẽ có là hai phương trình, là hai ẩn số, hai phương trình và ba ẩn số. Các em thấy không? Đây này SBD, SCD và SDE cũng là ba ẩn số, ta cũng không giải được các em ạ. À. Vậy thì nơi đâu khả thi nhất? Chắc chắn là chỉ có thể là từ cái điểm A mà thôi. A thì chúng ta sẽ có hai ẩn, đó là hai nội lực SAB và SAC. Nhưng khổ nỗi là NA là cái phản lực NA thì chưa có. Nhưng chính cái phản lực NA này lại gợi ý cho chúng ta thấy rằng nếu như bây giờ cả cái dàn thanh này các em à, mà thầy hóa rắn nó các em, thầy nhắc lại cái cụm từ hóa rắn này. Hóa rắn là bây giờ thầy coi cả cái dàn của thầy nó là một cái tấm bản hình thang đi. Thầy hóa rắn nó các em. Tại sao lại có khái niệm hóa rắn này? Bởi vì khi mà cái vật của các em, cái hệ của em cân bằng
thì nó coi như là một vật rắn em. Nếu như vật rắn đó các em ạ, thì các em thấy rằng là ở đây các em sẽ có ba liên kết bên ngoài, đó là ở e hai cái như ta vừa nói, xe ie đúng không các em, rồi là na. Thì các em thấy rằng là cân bằng của một vật rắn đó, cân bằng của một vật rắn đó, thì chúng ta sẽ có là ba phương trình các em ạ. Chúng ta vừa học đó là bài hôm trước xong, cho nên đó là lý do tại sao mà các em phải học bài cân bằng của vật rắn và tại sao các em phải làm bài tập. Bởi vì nếu các em không làm bài tập thì các em không làm được bài tập này. Bởi vì giải hệ 10 phương trình 10 ẩn thì chắc hẳn là cũng các em cũng khó mà làm, và làm cũng có thể sai. Thì do đó bây giờ chúng ta đang đi một cái cách khác. Thì tức là chúng ta sẽ đánh vào ba cái ẩn, không phải là nội lực. Chúng ta không đánh vào ba cái ẩn nội lực, mà ta đánh vào ba cái ẩn phản lực trước. Mà muốn đánh vào ba cái ẩn phản lực liên kết này trước thì chúng ta phải coi cái này là một vật rắn các em. Mà một vật rắn thì dễ rồi các em. Đây, ba phương trình cân bằng thì thầy sẽ cùng làm với các em. Tức là đây là một vật rắn, cả lớp đồng ý với thầy thấy không nào? Đây, cả lớp có đồng ý với thầy, đây là một vật rắn nữa nè. Thầy hóa rắn cả đồng ý đúng rồi, thầy hóa đây, rắn đúng rồi. Đúng rồi, thầy hóa rắn cả cái dàn này thành một vật rắn của thầy đây. Đấy. Thì bây giờ chúng ta có ba liên kết bên ngoài, ở A con lăn 1 và E là bật lề, thì ta cứ làm bình thường thôi các em. Đó là phương trình tổng FKX bằng 0. Thì các em hãy nhìn vào đây. Chúng ta đối với cái vật rắn hình thang này, chúng ta sẽ có là tất cả là một lực NA 4.000 pound là 2, 2 lực XEIE là 4, thêm lực 3.000 với 1.000 này nữa là 6 lực. Thế thì các em cứ chiếu 6 lực này lên trên trục X thôi, thì chúng ta sẽ có cái gì? Ai có thể giúp thầy được nào? Ai có thể giúp thầy chiếu cái phương trình FKX bằng 0 lên trục X được nào? Đây mời Lưu Hoàng Thanh nhé. Dạ thưa thầy là XE bằng 0. Đúng rồi, bởi vì khi chiếu lên thì tất cả những cái lực ta còn là mỗi XE bằng 0 thôi. Ôi sướng quá các em, vậy chúng ta ra được một ẩn rồi đấy. Bây giờ Thanh có thể giúp thầy là tổng FKI bằng 0 luôn được không? Để cho nó lẹ luôn, đỡ về thì giờ. Dạ FKI bằng 0 thì trừ 1.000, trừ 3.000, trừ 4.000, chuẩn luôn. Cộng NA cộng IE bằng 0. Bằng 0. Như vậy thì đến đây chúng ta sẽ có phương trình số 2, nhưng mà có hai ẩn ta chưa giải ngay được em ạ. Thì do đó thì chúng ta sẽ viết một cái phương trình cuối cùng, đó là phương trình tổng mô men kênh một điểm. Thì đố các em biết thì chúng ta nên viết phương trình mô men kênh điểm nào các em nhỉ? Có những điểm nào chúng ta cần phải viết đây? Là điểm E. Điểm E các em, chuẩn luôn. Thế điểm A được không? Được, nhưng mà nó lỗi thêm một. Được luôn đấy. Cũng được luôn đấy em ạ, bởi vì điểm A thì nó cũng có hai lực đi qua là XE, đồng ý không? Giá của lực XE cũng đi qua điểm A này các em. Hiểu vấn đề không? Cho nên là điểm A hay điểm E thì tùy. Thì ở đây bạn chọn điểm E bằng 0 thì chúng ta cũng sẽ viết qua điểm E bằng 0. Nó triệt tiêu được hai lực XE và IE, nó chỉ còn ẩn lực NA. Có bạn nào có thể giúp thầy triển khai được cái phương trình moment của điểm E này không nào? À, em vừa rồi phát biểu là được 10 điểm cộng nhé. Rồi bây giờ là phương trình moment của điểm E thì ai có thể giúp thầy được nào? Các em, ai có thể giúp thầy được nào? Rồi triển khai phương trình mô men quan điểm E các em. Dễ lắm, bởi vì tất cả cái lực của chúng ta đây là lực ngang lực dọc hết, lực chung em. Em để ý nhé, bây giờ là tổng phương trình mô men rồi đấy. Mô men thì bây giờ nó có dấu âm dấu dương, mà dấu âm dấu dương nó phụ thuộc vào cái chiều quay của cái chiều quay vật. Vậy thì bây giờ lực chung nói lại xem nào. Mô men của lực NA là trừ NA nhân cánh tay đòn là 20. Đúng rồi em, quá chuẩn em. Dấu trừ ở đây Trung có thể giải thích lại cho các bạn một lần nữa được không? Tại sao lại mang dấu trừ được? Tại vì nó khiến cho vật quay cùng chiều kim đồng hồ. Cùng chiều kim đồng hồ, chuẩn rồi em. Tiếp đi em. Rất tốt. Đó cộng 1.000. Cộng 1.000. Nhân cho 15. Đúng rồi, cánh tay đòn từ điểm E này đến cái giá của lực này ở đây sẽ là một nửa của 10 là 5. Cộng cho 10 đây là 15, do đó thì nó là 15. Tiếp đi Trung em. Cộng 3.000. Uh-huh. Nhân cho 5. Đúng rồi em. Cộng 4.000 nhân 4.000 nhân cho mấy? 10. Cho 10. Hết chưa? Bằng 0. Đúng rồi, hết rồi, bằng 0. Thì thực ra thì từ ngay phương trình số 3 này các em hoàn toàn có thể tìm được NA. Cả lớp có đồng ý với thầy thấy không hả các em? Ta hoàn toàn ta tìm được NA ngay lập tức. Thế thì khi có NA rồi các em ạ, thì các em hoàn toàn có thể tìm được cái gì ở các em? IE. Như vậy thì trong 3 cái phản lực này các em ạ, thì chúng ta đều tìm được hết ba phản lực.
Khi tìm được ba phản lực rồi thì lúc này các em thầy quay về phương pháp số 1, nhưng mà thầy không cần phải tìm hết cả 5 cái chất điểm này. Các em chú ý này, thầy nhắc lại này, khi thầy đã có NE, NA, IE và XE. Đó là ba cái phản lực này. Thì bây giờ thầy chọn lại chất điểm, các em nhìn này. Lúc này thì thầy sẽ bắt đầu từ chất điểm NA các em. À, lúc này thầy sẽ bắt đầu từ chất điểm NA với hai cái phương trình này. À, cả lớp có đồng ý với thầy không? À, các em. Thì sau khi mà NA thầy tìm ra được ở đây, thì lúc này đối với hai phương trình 5 và 6 của thầy thì NA nó không còn là một ẩn số nữa, mà NA đã có rồi, thì lúc này thầy sẽ tiến tới là giải được hệ phương trình 5 và 6 không hả các em? Có thể giải được hệ phương trình 5 và 6 không? Bởi vì lúc này phương trình 5 và 6 của thầy thì chỉ còn hai ẩn là SAB và SAC, mà hai phương trình hai ẩn thì thầy có giải được không hả các em? Được thầy. Được rồi. Vậy thì đấy các em thấy không? Như vậy là khi đó thì thầy sẽ xét chất điểm A và thầy giải phương trình 5 6 thì thầy sẽ có được SAB và SAC. Thế khi mà thầy có SAB và SAC rồi thì các em nhìn lại quần vở của em đi. Thì lúc này thầy sẽ tiến tới chất điểm nào các em, đố các em biết đấy. Ai nói được chỗ này thầy chọn 5 điểm cộng nào. Sau khi thầy có được SAB và SAC xét từ chất điểm A thì lúc này thầy tiến tới, thầy lại xét chất điểm nào? Nguyễn Khoa, Vũ Dương Anh Khoa. Dạ thầy, dạ chất điểm là chất điểm B thầy. Đúng rồi em. Lúc này thì thầy sẽ xét đến chất điểm B. Lúc này thầy sẽ xét chất điểm B bởi vì SAB của thầy lúc này thầy có chưa? Dạ rồi thầy. Có rồi. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý hết sức quan trọng như thế này, thì thầy sẽ nhắc nhở các em này. Giả sử như ở cái bước này các em giải ra được SAB là một số âm, thì lấy ví dụ như SAB là một số âm đi. Thầy lấy ví dụ nhé, ví dụ này. Đấy, thầy ghi ví dụ thôi chứ thầy không phải là ở đây đâu. Ví dụ thầy ra là âm 16, bao nhiêu đấy, 536 chẳng hạn, Newton, à là pound gì đó. Đố các em biết dấu âm ở đây nghĩa là gì nhỉ các em nhỉ? Ai trả lời được đúng chỗ này nào? Ai trả lời đúng được chỗ này mà thầy, cái này thầy dạy rồi đấy, nhưng mà thôi bây giờ thầy hỏi lại. À, Quốc Thái nào em? Dạ, thầy là cái thanh AB này nó chịu nén. Quá chuẩn em, quá chuẩn. Chịu nén. Còn nếu nó dương thì sao? Nếu đa số dương dạ, thì sao? Chịu kéo. Chịu kéo, quá chuẩn em, 10 điểm cộng em. Thế thì khi mà thầy ra được cái SAB là một dấu âm đó, thì thầy xin thưa với các em rằng là khi đó thì cái phương trình 1 và 2 này các em, thì SAB ở chỗ này ấy, các em có thấy ở đây nó có dấu trừ không? Ở đây các em có nhìn cái dấu trừ đấy không? Trừ SAB lúc này em phải ghi tiếp là dấu trừ rồi bên ngoài, bên trong hoặc phải là trừ tiếp 16,536. Tức là trừ với trừ ở đây nó sẽ thành cộng. Cả lớp có hiểu vấn đề không? Bởi vì tức là khi mà chúng ta tìm ra được cái con số SAB ở cái phương trình trước, thì khi ta thấy vào cái phương trình có sẵn ở trước đây rồi ấy, ta phải đem cả dấu cả số vào. Cả lớp nghe rõ thì nói chưa? Cả lớp hiểu ý tôi nói lúc này không? Nếu như mà không á, là các em sẽ làm sai đấy. Thế thì khi mà ta có SAB rồi thì chúng ta sẽ tiến từ điểm B và chúng ta giải hệ phương trình 1, 2, thì ta sẽ ra ngay được là SBD, SAC. Thế thôi, SBC và SAC. À xin lỗi, BD và BC chứ xin lỗi. BD và BC. Khi ta có được nội lực của thanh BD và thanh BC rồi thì ta tiến tới điểm nào các em? Ai có thể nói được nào? Nguyễn Hải Dương em. Nghe thầy là điểm D. Quá đúng em, quá điểm D. Bởi vì khi có điểm, khi mà có SBD và SBC rồi thì ta tiến tới điểm C, thì lúc này SBD nó không còn là ẩn nữa, thì ta lại giải tiếp phương trình 4, 3 và 4 thì chúng ta sẽ có được ngay đó là SBC và DC và SDE. Sau khi ta có được SDC và SDE rồi á, thì chúng ta còn lại một ẩn duy nhất các em ạ. Đó là nội lực của thanh CE. Để nhắc lại này, khi mà chúng ta giải được đến đây rồi thì chúng ta chỉ còn một ẩn duy nhất thôi. Đó là thanh, nội lực của thanh CE. Bởi vì nội lực của thanh AC thì ta tìm được ở nút A rồi. Nội lực của thanh BC ta tìm được ở nút B rồi. Nội lực của thanh DC ta tìm ở nút D rồi. Vậy thì chỉ còn mỗi một nội lực của thanh CE này thôi. Thì lúc này các em hoặc là các em có thể xét cái điểm E.
mà chỉ các em chỉ cần một phương trình thôi, không cần phải hai phương trình đâu. Hoặc là các em sẽ xét điểm C, nhưng mà theo các em thì ta nên xét điểm C hơn hay điểm E hơn, ai nói được cho thầy nào? Đã nhận ra được, theo các em thì ta nên xét, thầy mời Trần Huy Hoàng nào. Điểm E này. Điểm E thôi, tại dạ, sao? Từ này là điểm E. Ờ, bởi vì nó có gì, ít gì thôi. Có ít, ít, ít lực hơn. Đúng rồi, nó có ít lực hơn, ở đây nó còn XE nha. Ta cóp, thầy cóp nó bị thiếu. Thì nó vẫn ít lực hơn, bởi vì khi mà mình chiếu lên cái phương trình trục Y này đi, hay là phương trình trục X đi, ta chỉ còn có 3 lực thôi, còn nếu mà ta chiếu đây ta có 1, 2, 3, 4, 5 lực gì đó, đại loại thế. Nhưng mà nói chung thì các em thích chiếu điểm nào cũng được. Đại loại là, như vậy các em thấy là cách 2 á, cách 2, cách 2 của em thì các em sẽ giải phương trình là cân bằng của một vật rắn. Thì sau đó các em chỉ cần xét 4 trong số 5 điểm này. Tức là cũng vậy, cũng các em cũng vẫn xét là đủ 5 điểm cả đấy, cũng xét 5 điểm cả đấy, nhưng mà ý là các em làm tuần tự được, hiểu ý tôi nói không nhỉ? Cái khác biệt ở đây là các em làm tuần tự được. Tức là các em làm tuần tự ra từng ẩn được. Chứ còn thì nếu như một lúc cho các em 10 phương trình ấy, thì các em cũng thể nào giải được, chúng ta giải rất là lâu ấy. Giải được chứ không phải không đâu, nhưng mà nó giải rất là lâu. Cả lớp đến đây có hiểu hiểu bài không ạ các em nhỉ? Có hiểu được không nào? Hiểu rồi. Ừ. Thế bây giờ chúng ta còn một cách thứ ba nữa các em. Tôi nói với các em đó là phương pháp mặt cắt các em. Ta ghi đi, cách thứ ba. Cách thứ ba các em ạ. Đó là phương pháp mặt cắt các em. Thông qua một cái ví dụ này mà thầy phải dạy cho các em hết tất cả các cái phương pháp của chúng ta trong bài học ngày hôm nay. Em thấy thời lượng rất là ít em. Thời gian ta rất là ít luôn đấy. Ta cũng gần hết giờ rồi đấy. Ta còn có nửa tiếng nữa thôi. Tức là thế này này các em này. Như vậy thì thầy nói là cách thứ nhất ấy là chúng ta xét cả 5 điểm, ta liệt kê cả 5 điểm ra, ta xét phương pháp nút, ta tách, ta cắt, ta cắt cái thanh này ở 5 vị trí nút, thì ta có 5 phương trình của 5 chất điểm. Thì, xin lỗi, 5 chất điểm, ta sẽ có 10 phương trình của 5 chất điểm. Rồi chúng ta triển khai, chúng ta giải cùng một lúc, rất khó. Cái thứ hai là chúng ta dùng sử dụng cân bằng của một vật rắn. Ta hóa rắn vật cả cái dàn này để ta tìm phản lực liên kết trước. Sau khi có phản lực liên kết rồi thì bắt đầu ta lại bắt đầu tách nút từng nút từng nút từng nút một, y như là phương pháp 1. Thế còn cách thứ ba các em ạ, cách thứ ba đó là chúng ta sử dụng cân bằng của một vật rắn. Cách thứ ba các em ghi tên của nó này, cách 3. Đây thầy vẫn thiếu cái XE này. Cách 3 đó là phương pháp mặt cắt mà sử dụng cân bằng của một vật rắn. Có nghĩa là bây giờ thầy sẽ, các em chú ý này. Vậy thì đầu tiên là thầy vẫn phải đi tìm phản lực liên kết các em à. Đầu tiên là thầy vẫn phải hóa rắn, tìm ba cái phản lực liên kết là NA, XE và IE. Đây là bước đầu tiên, thì cái bước này giống hệt như là ở đây. Chúng ta không có gì khác biệt cả. Nhưng mà khi mà thầy có được ba phản lực rồi á, thì thầy lại không tách từng nút A rồi lại B rồi là D hay là cái gì cả các em à. Ta không làm thế. Mà lúc này á, chúng ta sẽ sử dụng mặt cắt, các em nhìn này. Thầy sẽ cắt luôn cái dàn này tại ba thanh. Các em ghi cho thầy cái cụm từ này. Cắt dàn bằng một mặt cắt, bằng một mặt cắt đi qua ba thanh. Thế thì bây giờ câu hỏi là tại sao á, em bôi vàng thầy là tại sao lại là ba? Tại sao thầy không cắt dàn, tại sao thầy không cắt một cái dàn bằng một cái lát cắt mà đi mà nó qua bốn thanh? Đây thầy hoàn toàn có thể cắt một lát cắt, các em nhìn này. Thầy hoàn toàn có thể cắt một lát cắt là đi qua 4 thanh DE, DC, BC và AC. Tại sao? Thì bây giờ muốn biết được tại sao thì bây giờ chúng ta hãy thử xem là bây giờ nếu thầy cắt xong thì thầy làm điều gì. Bây giờ các em cùng vẽ với thầy đi.
Khi mà thầy cắt cái dàn này ra làm đôi thì chúng ta sẽ có như sau các em ạ. Nào bây giờ thầy sẽ vẽ nó như hơi nhỏ nhỏ một tí. Còn các em thì vẽ ra cho nó chuẩn. Nhưng bắt buộc các em phải vẽ các em. Thầy cho các em thời gian vẽ. Đây các em. Chúng ta còn một nửa dàn bên tay trái. Và các em vẽ tiếp sang bên tay phải. Chúng ta còn một nửa dàn ở bên tay phải các em ạ. Chúng ta còn một nửa dàn ở bên tay phải. Sau đó thì chúng ta vẽ sơ đồ vật thể tự do cho đầy đủ. B này, A này. Thế thì các em thấy rằng là đây cũng là vật thể tự do chứ, bởi vì nó là một nửa dàn cơ mà. Mà chúng ta cắt một cách tưởng tượng thôi. Ở đây chúng ta vẫn còn là ba cái nội lực ở đây. Vì khi cắt thanh ở đâu thì nội lực xuất hiện ở đó. S thì là SBD các em. Tiếp theo cắt thanh BC thì ta sẽ có nội lực của thanh BC. SBC. Cắt thanh AC thì ta sẽ có nội lực của thanh AC, SAC. Nội lực đề cho, ngoại lực đề cho thì 1000 pound vẫn còn ở đây. NA ta vừa tìm được. Các em chú ý nhé, NA ta tìm được. Tức là lúc này khi mà xong cái mức 1 thì NA không còn là ẩn số nữa. Lúc này thì chúng ta phải có hệ phương trình. À, phải có hệ trục tọa độ. X, Y. Chưa, còn thiếu. Đó là góc. Góc. Đây là một sơ đồ vật thể tự do. Bây giờ các em có hiểu là tại sao thầy phải cắt 3 thanh không hả các em? Mà không thể nào cắt 4 hoặc là 2 thanh được, đây là một vật rắn các em à. Khi các em cắt ra thì các em có hai nửa dàn, mỗi một nửa dàn các em hóa rắn là các em có một vật rắn. Vậy thì bây giờ có ai hiểu được là tại sao lại là con số 3 mà không phải là con số khác không? Chúng ta hoàn toàn thì nó có ba ẩn thầy. Đúng rồi, bởi vì ta có ba ẩn. Ba ẩn thì chúng ta có thể giải bằng phương pháp và bằng vật rắn, bởi vì cân bằng của một vật rắn thì ta có mấy phương trình rồi các em. Cân bằng của một vật rắn ba phương trình, ba ẩn. Thì do đó ba phương trình chỉ giải được hai ẩn thôi. Cũng giống như ban nãy là chúng ta giải nút thì chúng ta chỉ có thể là giải được hai ẩn thôi. Ba ẩn ta không giải được. Do đó thì chúng ta phải làm sao để cho cái hệ hai phương trình chúng ta chỉ còn hai ẩn thôi. Thì ở đây ấy, rõ ràng thầy chỉ có thể cắt một lát cắt đi qua ba thanh thôi, không thể hơn được đâu các em ạ. Và nếu như mà cắt xong thì các em dùng nửa nào cũng được các em ạ. Ở đây thì thầy vẽ nốt cho các em này, ta vẽ nốt được các em. Tức là nếu như bạn nào thích dùng nửa trái thì em dùng cái hình bên tay trái. Các bạn không thích bảo thưa thầy em thích dùng nửa phải được không? Được các em. SBD đây. Lúc này thì đây là SBC ở đây. Lúc này sang vẽ sang đây là SAC ở đây. Nhưng mà lúc này thì cái ẩn số ta nhiều hơn à, tức là cái không phải ẩn số mà là cái lực ta sử dụng đây nhiều hơn. Ở đây ta có một lực là 4.000 pound. Ở đây ta có một cái lực là 3.000. Ở đây thì ta có XE. XE bằng 0 rồi. Ta có IE khi mà ta tìm ra được rồi. Rồi góc cùng gì đó. Đây là 60 60 60 vân vân, đại loại thế. Rồi hệ trục tọa độ vân vân. Thế thì lúc này ấy, chúng ta dùng cân bằng của một vật rắn thì ta sẽ viết được ba phương trình cân bằng ngay. Tổng FKX, tổng FKY bằng 0 và tổng moment quanh một điểm bất kỳ bằng 0. Thì xin thưa với các em rằng là các em sẽ xét phương trình moment quanh điểm nào đối với lại cái vật rắn, đối với cái nửa bên tay trái này. Chúng ta sẽ xét cái moment quanh điểm nào mà nơi đó có nhiều cái ẩn này cùng đi qua nhất. Vậy thì đó có thể là điểm gì ở các em nhỉ? Điểm B. Bởi vì khi mà các em xét tổng moment quanh điểm B thì SBD của em đi qua B và SBC của em đi qua B thì em sẽ ra ngay được ẩn đó là ẩn nào các em. S gì? AC.
Cả lớp có hiểu ý thì nói em một cái em ơi. Các em. Cả lớp. Alo. À đây nói lại thầy nó vẫn chưa hiểu đấy. Cái moment thầy. Bây giờ thầy sẽ xét moment cái điểm B. Tức là bây giờ thầy đang xét cái nửa trái của thầy đúng không các em? Cái nửa dàn bên tay trái của thầy đây. Cả lớp có đồng ý với thầy thấy không nào? Có nhìn thấy rung động bởi vì lúc này thầy vẽ này thì đây. Ở đây này. Tức là bây giờ thầy đang xét cái nửa trái của thầy ở đây. Đây nửa trái của thầy đây. Vật rắn của thầy đây. Đây là một vật rắn nhé. Các em đừng nghĩ nó là dàn nữa các em, bởi chúng ta là hóa rắn rồi. Thì thầy bảo rằng bây giờ chúng ta có ba ẩn là SBD này, SBC này, SAC này. Thì tổng FKX thì KI thì ta dễ hiểu rồi. Ta chiếu mấy cái lực này lên là ta có rồi. Đúng không? Ta có lực 1000 này. Lực SBC này, BD này, AC này, LA, tức là tổng cộng ta có 5 lực tất cả. Ta chiếu lên phương X, phương Y thì dễ hiểu rồi. Nhưng bây giờ ta xét tổng moment cái điểm thì chúng ta xét cái điểm B. Tại vì sao? Tại vì điểm B là nơi giao của SBD và SBC. Thì khi đó thì trong phương trình cân phương trình moment ta chỉ còn lại phương trình của moment của lực NA. Bây giờ ta cùng viết luôn được em. Bây giờ ta cùng viết luôn. Đúng rồi, và SAC thôi. Bây giờ ta cùng viết luôn các em. Mới hiểu được. Hình chiếu của SBC lên trục X là nó nằm luôn cái phương là bằng không. Không phải. Sao lại thế hả em? Tôi đang nói phương trình moment cơ mà. Nào thế bây giờ chúng ta triển khai phương trình tổng FKX bằng 0 nào. Ai có thể đọc được cho thầy phương tổng phương trình moment của cái vật rắn bên tay trái này quan điểm trục X nào. Ai có thể đọc cho thầy được nào. Tổng FKX bằng 0 của cái vật rắn bên tay trái này của thầy. Thầy mời Nguyễn Đức Vũ, Sư Anh Khoa nào. Nó to lên được không em ơi? Không nghe gì cả. Dạ, cộng SBD. SBD, đúng rồi em. Cộng cho SBC 60. Đúng rồi. Cộng cho SAC bằng mấy? Không. Rồi cảm ơn em, rất tốt em. 5, 7 điểm cộng em. Ai có thể giúp thầy với phương trình tổng FKI nào. À, Nguyễn Kiệt Tài em. Dạ thầy là NA. Đúng quá. Dạ chiều cho 1000. Đúng em. Dạ là chiều SBC quá nhưng chuẩn. Cho sin 60 chuẩn. Độ. Quá chuẩn em. Bằng 0. Chính xác em. Và cuối cùng là phương trình tổng moment quan điểm B các em ạ. Thì tổng phương trình moment quan điểm B ấy, thì thầy viết ở trên này một tí cho nó rõ, các em nhìn cho rõ này. Thì chúng ta chỉ còn ở đây là bởi vì ba lực 1000 SBD và SBC cũng đi quan điểm B rồi thì phương trình moment của chúng ta chỉ còn lại moment của hai lực là NA và SAC thôi. NA thì có xu hướng làm cho cái dàn ta quay cùng chiều kim đồng hồ quanh điểm B. Thì do đó phương trình tổng moment quanh điểm B của thầy đó là moment của lực NA sẽ mang dấu âm bởi vì nó sẽ làm cho nó quay cùng những cái đồng hồ. Cánh tay đòn thì rất đơn giản thôi, em nối dài giá của lực, đừng có quên từ B em hạ vô góc xuống thì cánh tay đòn của nó là đoạn này. Đoạn này thì là một nửa của 10 đúng không các em, tức là bằng mấy hả các em? 5. Dạ 5. Bây giờ moment của lực AC ấy, SAC thì nó quay theo chiều nào các em đối với điểm B? Ngược kim đồng hồ. Vậy moment nó mang dấu gì? SAC. Cánh tay đòn của nó thì đơn giản thôi, ta từ điểm B ta hạ vuông góc xuống. Thì đây đoạn này. Đoạn này là cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân cho sin góc đối các em ạ. Cạnh huyền ta là bằng 10. Sin của 60 độ, thế thôi. Thế thì thầy muốn nói với các em rằng là với ba phương trình này thì thầy hoàn toàn có thể tìm được đó là SAC, SBC và SBD. Một lúc thầy tìm ra được là ba ẩn luôn mà thầy không cần phải xét hai chất điểm A và B, các em hiểu vấn đề không?
Cả lớp có hiểu được ý của thầy nói không? Thế thì bây giờ tương tự như là có một bạn mà bảo thưa thầy thì bây giờ em không thích xét cái nửa bên tay trái, em xét nửa bên tay phải này, được không? Được. Em cũng xét cho thầy ba phương trình tổng f(x) bằng 0, tổng f(y) bằng 0 và tổng mỗi cái một điểm nào đó bằng 0. Vậy thì đố các em biết là quanh điểm nào. Bây giờ nếu như bây giờ thầy xét cái nửa bên tay phải á, thì tức là đây của thầy đây này các em này. Đấy, thầy sẽ xét nửa bên tay phải của thầy thì đây là một vật rắn của thầy này. Đó, lớp có hiểu ý tôi nói không? Thì nếu như bây giờ thầy xét nửa bên tay phải ấy, thì ok, tổng fkx bằng 0, tổng fkx bằng 0 thì dễ hiểu rồi. Thì bây giờ thầy sẽ xét tổng mỗi bên cái điểm nào bằng 0 nào, ai có thể nói được cho thầy nào? Mà nó sẽ dễ dàng cho mình nhất. Đây, tổng moment đối với lại nửa bên tay phải thì thầy sẽ xét tổng moment cái điểm nào thì dễ nhất cho thầy. Dạ, điểm C đó thầy. Điểm C là một lý do. Dạ là tại vì nó là điểm nối giữa SAC và SBC. Đúng rồi, đó là SBC và SAC cùng đi qua điểm C, đồng ý không em? Thì em sẽ triệt tiêu được hai lực này luôn, ta chỉ một phương trình ta ra là ngay là SBD, đúng không các em? Đúng không ạ? Thế có bạn đúng. Bảo là thưa thầy em không thích cái điểm C, em xét một điểm khác nữa vẫn được đấy. Đố em biết điểm nào? Điểm nào? Thầy ơi, có phải điểm E không thầy? Ai có thể trả lời thầy được nào? Bây giờ ngoài điểm C ra còn một điểm nữa các em. Mà nó điểm cũng... B. À đúng rồi, điểm B các em. Mặc dù điểm B của các em nó không nằm ở trong điểm vật e, giật. Điểm E á. Không. Yeah. Điểm E thì nó không hay. Em xét moment cái điểm E á thì bởi vì không, bởi vì x e y em đã tìm được cái bước này rồi. Cho nên là khi mà em xét cái này á thì em chỉ còn 3 ẩn này thôi à. Hiểu ý tôi nói không? Em đang xét ở đây em còn 3 ẩn này thôi. Thế thì em phải làm sao em tìm cái điểm nào mà là nơi của giao điểm của nhiều trong số 3, trong số 3 ẩn này nhất thì đó là hai điểm. Một là điểm C là nơi giao của SBC và SAC. Thì em xét moment quanh điểm này thì em tìm được ngay SBD. Hoặc là em xét điểm B. Thì bởi vì B là nơi giao của SBD và SBC thì khi đó thì em sẽ tìm ngay ra được SAC. Cả lớp có hiểu ý tôi nói không nhỉ? Cả lớp? Hiểu. Ừ. Có nghĩa là cái điểm mà các em lấy moment không nhất thiết là phải nằm ở trong cái đống vật rắn của em. Nó có thể nằm ngoài đó các em hiểu không? Tức là khi mà hai lực này nó giao nhau tại một điểm bên ngoài so với cái đống mà em đang xét ở đây. Thì tóm lại là các em cũng sẽ tìm ra được là ba ẩn đấy. Rồi cả lớp hiểu ý thì nói chưa? Hiểu rồi. Rồi hiểu bài rồi á thì đó là cái phần giảng của thầy. Kết thúc ở đây. Nhưng việc còn lại của các em là các em phải đi tìm ẩn số cho thầy. Bây giờ thầy mời các em đi tìm ẩn số. Thầy mời các em đi tìm ẩn số. Là 7 cái nội lực này ai tìm đúng thì sẽ được thầy cho các em là 30 điểm cộng. 30 điểm cộng. Bắt đầu. 10 phút từ bây giờ cho đến 2 giờ để 10 phút còn lại ta điểm danh. Được không hả các em? Đấy, dạ được thầy ơi. Ok, đó. Dùng phương pháp nào cũng được. Miễn là ra đúng là 7 ẩn. Thế bây giờ thầy xin giải thích cho các em về một số nút đặc biệt. Các em để ý rằng là trường hợp thứ nhất á, thì ở đây chúng ta có 3 cái thanh nhẹ các em ạ. Đây, thanh số 1. Các em thấy sức tập trung vào. Chúng ta có 3 thanh nhẹ, các em nhìn này, thanh số 1. Thế giả sử như liên kết ở đây điểm A đi. Đây là thanh số 2. Và đây là thanh số 3. Cả lớp có đồng nhìn thấy là 3 thanh không hả các em? À. Rồi, và 3 thanh này á, thì nó có chung một cái bản lề là ở A. Có nghĩa là 3 thanh này có thể xoay nhau, quanh điểm A, các em hiểu vấn đề không? 3 thanh xoay quanh điểm A được, bởi vì có một cái trục bản lề xuyên qua 3 thanh này. Thế thì bây giờ trường hợp thứ nhất ấy, đây là trường hợp một đặc biệt thứ nhất là sao? Tại sao đặc biệt? Đặc biệt là khi mà một trong ba thanh, hai trong ba thanh này thẳng hàng với nhau, các em nhìn này, thanh số 1 và thanh số 3
thẳng hàng với nhau. Thì các em biết rằng là dàn thanh á, thì thanh nhẹ á, thì nội lực của thanh là phải nằm trên phương của thanh. Có nghĩa là các cái nội lực của thanh này nó phải nằm, nó phải thẳng hàng với lại thanh nhẹ. Thì do đó mỗi một thanh nó có một cái nội lực. Ta giả sử như nội lực của thanh số 1 là F1. Nội lực của thanh số 2, đây thì giả sử đây thanh số 2 đi là F2. Nội lực của thanh số 3 là F3. Thì bây giờ cái bài học ngày hôm nay ấy, là chúng ta đi sử dụng cân bằng của một chất điểm. Chúng ta sử dụng cân bằng của chất điểm A để chúng ta viết nên hai phương trình cân bằng. Đó là tổng FKX bằng 0 và tổng FKY bằng 0 của cái điểm A này. Để từ đó chúng ta đi tìm được các cái ẩn số là các cái lực nội lực của các cái thanh này. Thế thì bây giờ các em để ý rằng là bây giờ chúng ta giả sử như trục X của thầy là cái trục mà hai cái thanh này thẳng hàng với nhau là trục X. Thế thì rõ ràng là nếu như mà thầy viết cái phương trình tổng FKY ấy, bởi vì trục Y là trục vuông góc với trục X, thì các em thấy rằng là hai cái lực F1 và F2 nằm trên phương của thanh và nằm trên trục X thì chiếu lên trục Y thì bằng mấy các em nhỉ? Hai lực F1, F2 này chiếu lên trục Y thì bằng mấy? Bằng không. Không. Bởi vậy thì chúng ta chỉ còn là cái lực F3 nhân cho cos theta. Có nghĩa là bây giờ cái phương trình tổng FKY bằng 0 này thì nó tương đương là F3 nhân cho cos theta bằng 0. Tại vì F1, F2 chiếu lên trục Y bằng 0 mất rồi. Mà cos theta thì khác 0, cho nên là suy ra chỉ có thể là F3 bằng 0 thôi. Thế thì ở đây ấy, cái nút đặc biệt ở đây là khi mà các em thấy có một cái dàn thanh mà có hai cái thanh này thẳng hàng với nhau và có một thanh thứ ba nữa, thì các em kết luận luôn là nội lực của thanh thứ ba này phải bằng 0. Đây này, ở đây là cái nút nào trong trường hợp này là nút nào là nội lực của thanh thứ ba bằng 0? Em nào nói được trong cái chỗ này thì thầy sẽ cho là 5 điểm cộng nào. Nội lực của hai thanh nào? Thầy mời Đặng Ngọc Linh nào. Em có thể là nội lực của thanh AG bằng 0. Đúng rồi, quá giỏi, 5 điểm cộng em. Còn nữa không? AG, AC. A cả AD và cả AC bằng 0 hết. Bởi vì là nếu như mà chúng ta xét cái điểm G á, bây giờ thầy sẽ cắt cái điểm D này ra, đúng không các em? Thì rõ ràng các em thấy rằng là cái gì? Hả? À, rõ ràng là gì? Rõ ràng là đây là hai thanh DE và DC thẳng hàng. Thì do đó thì nội lực của thanh AD nhất định là phải bằng 0. Đó, nó là cái trường hợp này đây các em. Thấy chưa? Còn nếu mà ta cắt cái thanh mà ở cái điểm điểm C, ta cắt nó ra, các em nhìn này, nó theo lát cắt của thầy thì nó điểm C đây. Thì do thanh CD và thanh CB thẳng hàng với nhau, cho nên nội lực của thanh AC phải bằng mấy hả các em? Bằng mấy hả các em? Không. Được chưa nào? Đấy là trường hợp thứ nhất nào. Bây giờ cái em vừa rồi hỏi thầy có hiểu chưa hả các em? Hiểu chưa? Hiểu rồi thầy. Rồi, bây giờ trường hợp thứ hai này. Trường hợp thứ hai thì bây giờ ở đây ấy, chúng ta có đến 4 thanh liền các em. Chúng ta có đến 4 thanh, thanh nhẹ thứ nhất. Được chưa? Thanh nhẹ thứ hai, thanh nhẹ thứ ba và thanh nhẹ thứ tư. Mà hai cặp thanh này lại thẳng hàng nhau từng cặp một. 1 lại thẳng hàng với 2, 3 thẳng hàng với 4, có nghĩa là 4 thanh mà tạo thành hình chữ X gì. Thì bây giờ chúng ta là kẻ một cái trục vuông góc với lại là cặp thanh thứ nhất. Đó là cặp thanh 1 và 2 thì thầy kẻ trục x xì phẩy vuông góc với lại là cái thằng này. Sau đó thầy lại kẻ cái trục x vuông góc với lại là cái cặp thanh 3 và 4 này. Thế và bây giờ nếu như thầy viết tổng FKX, tức là thầy chiếu tổng hình chiếu lên tất cả các cái lực này lên trên trục x gì là trục này, thì đương nhiên là lực F3 và F4 nó vuông góc với trục X gì thì nó chiếu lên trục X thì nó bằng mấy hả các em nhỉ? Không. Bằng không. Còn bây giờ thì chiếu cái lực này, hai lực F1 và F2 này lên trục X gì thì các em thấy rằng là do hai góc này là hai góc đối nhau cho nên bằng nhau. Thì do đó thầy gọi đây là góc alpha đi, thì F1 cos alpha trừ đi F2, hay hoặc là đây là trục dương, là đây là trục chiều dương trục X ở đây, thì tức là F2 nhân cos alpha
trừ đi F1 cũng nhân cho cos alpha phải bằng 0, từ đây F1 bằng F2. Cả lớp có hiểu ý thầy nói không? Và tương tự, nếu như thầy chiếu lên trên cái trục x xì phẩy, x xì phẩy ở trục này, thì thầy thì đương nhiên là lực F1, F2 bằng 0 rồi thì thầy cũng suy ra được. Đó là lực F3 và lực F4 cũng sẽ phải bằng nhau. Đây là góc beta, cùng bằng góc beta cả. Thế do đó thầy có là lực F3, F4. Thì như vậy thầy kết luận là gì? Nếu thầy có 4 thanh mà nó hai cặp thanh thẳng hàng nhau từng cặp một và nó tạo thành chữ x gì thì kết luận luôn là hai cặp thanh nó là nội lực của chúng sẽ phải bằng nhau. Nghĩa là cặp lực F1 sẽ bằng F2, F3 bằng F4. Rồi bây giờ nếu như mà thầy có một cái nút, đây là trường hợp thứ ba, mà chỉ có hai thanh thôi. Nếu như mà thầy có một cái nút mà chỉ có hai thanh thôi, mà ở cái nút này này không có một ngoại lực nào tác dụng vào, các em chú ý nhé, thầy nhắc lại này. Ở cái nút đó thì dụ ở đây là nút A này, mà không có một ngoại lực nào nó tác dụng vào ở vào cái nút này, thì ta kết luận được ngay là nội lực của hai thanh đó phải bằng 0. Các em được quyền kết luận điều đó. Tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta chiếu lên trục x xì, x xì phẩy là hai cái trục vuông góc với lại một trong hai thanh này, thì đương nhiên là cái lực này thì chiếu lên trục x xì thì cái lực F2 bằng 0, do đó thì có là F1 cos theta phải bằng 0, mà cos theta khác 0 thì ra F1 phải bằng 0. Sau đó thì lại chiếu lên trên cái trục x xì phẩy thì rõ ràng là F1 chiếu lên trục x phẩy phải bằng 0. Sau đó thì F2 nhân cho cos beta phải bằng 0, mà cos beta khác 0 thì ra F2 phải bằng 0. Thì do đó là nếu như thầy có một cái nút nào mà ở đó không có ngoại lực nào tác dụng, thì thầy được quyền kết luận rằng ấy là cái đó sẽ bằng 0. Để thầy xem là ở đâu có cái... Ai tìm được cái nút đấy ở cái trường hợp... Ai tìm được cái trường hợp 3 ở cái ví dụ này, thì thầy cho 5 điểm cộng nữa. Thầy mời Đỗ Hoàng Tuân em. Cái gì em? Không, thầy đang hỏi là trường hợp 3 nha các em. Thầy đang hỏi trước là trường hợp 3 này. Có thể hỏi trước trường hợp 3 cái đã. Ai có... Hoàng Tuân nói lại xem nào. Trường hợp 3 là... Là hai điểm nào? Là điểm nào? A và D. À đúng rồi, A và điểm D. Ta thấy là không có một ngoại lực nào tác dụng vào hai nút này. Các em được quyền kết luận ngay là nội lực của hai thanh AF và AB phải bằng 0. SAB bằng SAF và bằng 0. Sau đó SC của thanh ED bằng S của thanh DC và bằng 0 luôn. Đấy, nó hay ở chỗ đó các em. Đó. Thế còn thì ở cái trường hợp 2 này mà bốn cặp thanh này, bốn thanh này mà thành chữ x gì á, thì đây mình có thấy có không nhỉ? Rất tiếc là thầy thấy là thầy chưa có cái trường hợp này. Mà nếu như nó có thì các em được quyền kết luận là nội lực của hai cặp thanh này nó bằng nhau. Và tạm thời nó như vậy thì các em có hiểu chỗ này chưa hả các em? Rồi thì mời các em nào có thắc mắc gì nữa không nào? Có em nào còn thắc mắc gì ở cái bài giảng một tiếng đồng hồ này nữa không? Các em phải thông cảm bởi vì thời gian ta rất ít các em ạ, mà cái dung lượng của bài toán rất là nhiều. Thầy mời Trần Thế Bình. Các em vừa rồi mà hỏi thầy được 10 điểm cộng nhé. Đặng Ngọc Linh thì 10 điểm cộng. Dạ, em Trần Thế Bình thầy là ở slide 20 cái chỗ slide 20 thầy. Đấy hả? Cái nó cân bằng trọng lượng này. Khối lượng. Bây giờ thế này, cái chỗ này thì nó hơi nâng cao một tí. Có gì thầy cả giải thích em sau nhé, bởi vì cái chỗ này thì là nó cũng không cần thiết trong bài học của chúng ta lắm nhá. Thì như vậy em được 5 điểm cộng nhá. Mời em khác hỏi tiếp những cái gì mà để thầy nói. Mời Đặng Ngọc Linh hỏi nốt đi em. Còn chỗ nào nữa không? Quay lại cái slide lúc nãy. Tất cả các thanh này thì nội lực của nó sẽ có tổng Fx và tổng Fy luôn luôn bằng 0 rồi. Không phải, em phải hiểu là thế này, đấy chứng tỏ là em chưa hiểu được cái ý nghĩa của bài học. Tức là bây giờ nhá, chúng ta có một cái dàn thanh, các em để ý này. Ví dụ đây là dàn thanh của những cái cây cầu này. Chúng ta liên tưởng là những cây cầu đúng không các em? Thế ở đây á, thì dàn thanh là những cái thanh nhẹ nó được kết nối với nhau bởi những cái bản lề, những cái nút bản lề này các em này.
Thế thì bây giờ là chúng ta có những cái tải trọng tác dụng vào những cái nút này. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm nội lực của các thanh. Tại sao phải đi tìm nội lực các thanh? Bởi vì khi tìm nội lực các thanh rồi, chúng ta mới xem là nó có đủ bền hay không. Ví dụ như nội lực của thanh này, nội lực thanh này, xem là nó có quá cái sức chịu đựng của cái vật liệu của thanh hay không. Nếu nó quá đi thì cái thanh này bị gãy, bị đứt. Thì như vậy thì cái cây cầu nó rất là nguy hiểm, em hiểu vấn đề không? Thế bây giờ để tìm được nội lực của nó thì chúng ta dùng kiến thức cân bằng của một chất điểm. Tại vì là toàn bộ cái cây cầu của chúng ta phải ở trong trạng thái cân bằng. Khi mà toàn bộ cây cầu ở trạng thái cân bằng thì từng chất điểm phải cân bằng. Từng chất điểm cân bằng thì chúng ta sử dụng cái kiến thức cân bằng của một chất điểm. Mà khi sử dụng kiến thức cân bằng của một chất điểm thì chúng ta có hai cái phương trình, đó là tổng FKX bằng 0 và tổng FKY bằng 0. Cả lớp đã hiểu ý nghĩa của nó chưa các em? À rồi, đã rồi, hiểu rồi, được ý nghĩa rồi. Của việc làm chúng ta chưa? Tại sao chúng ta lại có hai phương trình tổng FKX bằng 0? Bởi vì tất cả những cái điểm bản lề đó, những cái điểm bản lề này này nó phải bằng 0. À, nó phải đứng yên. Bởi vì nó đứng yên thì toàn bộ cây cầu của chúng ta mới đứng yên được. Đang học Linh hiểu rồi, chưa okay, em? Ok. Dạ rồi ok thế. Rồi ok rồi thì mời rồi nữa có 10 điểm cộng em. Rồi người Phan Nguyễn Bá Phước em đặt câu hỏi tiếp đi em. Rất tốt. Dạ thầy giảng lại cái chỗ dàn phẳng với phương pháp mặt cắt đó thầy để à, xác định dàn nội. Phẳng với mặt cắt thì ok rồi tí nữa thầy sẽ chữa bài tập để thầy giảng giải thích cho em luôn. Rồi 5 điểm cộng em. Rồi còn nay là câu hỏi nữa không nào? Ngọc Linh vẫn còn câu hỏi nữa à? Câu hỏi thoải mái đi. À, hết câu hỏi rồi. Em mời mời các em đi đặt câu hỏi thoải mái đi các em ạ để hiểu bài đi. Thầy không có một cái ý kiến gì cả mà các em mà phải sợ cả. Nếu như mà các em không hiểu chỗ nào á, chỉ sợ là các em không xem thì các em không có gì để hỏi thôi. Chứ còn nếu đã xem thì chắc chắn là các em sẽ phải còn một cái chỗ nào đó mà các em chưa hiểu. Đấy, điều chắc chắn. Và thầy hoan nghênh cái điều đó thì thầy giải thích cho anh em ngay bây giờ. Đó, các em chịu khó lên mạnh dạn lên đi. Còn ai có câu hỏi nữa không nào? Nếu như không có câu hỏi nữa thì thầy phải tranh thủ để chữa bài tập. Thì chữa bài tập. Thì bây giờ á, ngày hôm qua thì thầy dạy cái lớp kia thì thầy có chữa cái bài tập mà số 1 này. Thì ngày hôm nay á thì thầy sẽ tranh thủ để chữa một bài khác. Bởi vì ý nghĩa của nó thì cũng sẽ giúp các em hiểu bài thôi. Nhưng mà nếu như mà thầy sẽ thu lại được cái video thì nó sẽ rất là tốt. Để như khi nào mà các em cảm thấy mà không hiểu các em xem lại video thì các em có được ví dụ này ví dụ kia thì nó đa dạng nó phong phú. Thì do đó ngày hôm nay thì thầy sẽ chữa cho các em cái ví dụ này. Hy vọng là các em đã in cái tờ này của thầy ra. Thầy luôn nói với các em là trước mỗi buổi học thì các em phải in cho thầy cái tờ bài tập ở trên lớp này ra. Đó thì hôm nay chúng thầy sẽ chữa cho các em cái bài tập này. Được chưa? Thì các em vẽ hình thật khẩn trương lên. Em nào mà chưa in thì vẽ hình khẩn trương lên thì cho các em 1 phút để vẽ hình. À, 2 phút, 3 phút để vẽ hình, còn chưa các em? Bây giờ thầy nói lại cho em có ý nghĩa này. Cho các em một cái dàn thanh. Dàn thanh á, là những cái thanh nhẹ. Thanh nhẹ ở đây các em thấy trên hình là những cái thanh màu xanh lá cây. Thanh nhẹ là những cái thanh mà nó không có khối lượng. Nó nhẹ, không khối lượng. Thì nó được liên kết với nhau thông qua các cái bản lề A, B, C, vân vân. Bản lề là những cái trục mà nó xuyên qua các cái thanh này với nhau, nó nối các thanh này với nhau lại. Vì thế thì các cái thanh này nó có thể xoay quanh nhau, các em đồng ý không? Thông qua cái trục bản lề đó. Thì do đó cái thanh này, cái hệ dàn thanh này và tiếp theo là cái ngoại lực mà tác dụng vào dàn thanh này thì nó tác dụng vào các cái nút. Không có cái lực nào tác dụng vào giữa thanh cả các em ạ. Nếu như mà lực nào mà tác dụng vào giữa thanh, thí dụ như là thế này, là không có được. Thì chúng ta không có xét cái dạng dàn thanh này. Cả lớp có hiểu vấn đề chưa? Lực nếu muốn tác dụng thì phải tác dụng vào nút. Vào nút. Cả lớp đã hiểu ý nghĩa của dàn thanh chưa các em ơi? Rồi thầy ơi. Ừ, đó các em ạ. Thắng dữ. Bây giờ chúng ta nói tiếp. Là trước khi giải bài toán thì chúng ta phải có một cái khâu là khâu phân tích cơ hệ. Trong video thì thầy có nói rồi nhưng bây giờ ở đây thì thầy nói khẩn trương. Phân tích cơ hệ. Thì cái khái niệm phân tích cơ hệ này á, thì chúng ta phải làm quen với nó rất là lâu. Trong đến cuối học kỳ của chúng ta. Thì phân tích cơ hệ trong cơ môn cơ học thì chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi. Đó là số ẩn và số phương trình.
đi tìm số ẩn và đi tìm số phương trình. Có vậy thôi. Thế thì ở đây á, chúng ta thấy rằng là cả cái dàn này cân bằng khi và chỉ khi tất cả những cái điểm bản lề của chúng ta là đứng yên. Các em có hiểu ý nghĩa nào như thầy vừa nói ban nãy? Thế vậy thì ở đây số phương trình, thế thì bây giờ những cái chất điểm A, B, D, C vân vân là những cái điểm bản lề này đứng yên, thì tức là chúng ta có cái khái niệm, chúng ta sử dụng cái công cụ đó là cân bằng của một gì hả các em? Một chất điểm. Cân bằng của một chất điểm chúng ta đã học bao nhiêu lâu rồi. Thế thì bây giờ cân bằng của một chất điểm thì các em đếm ở đây xem là chúng ta có bao nhiêu điểm bản lề tất cả các em? Có bao nhiêu điểm bản lề tất cả? Thì mời Trần Văn Thà. 9. Hay là 15. Sao lại nhiều điểm bản lề thế hả em? Điểm thì nó chỉ có A, nó có tên của nó thôi chứ A, B, C, D, E. 9 thầy. Có 9 phương trình thôi các em. À có 9 điểm thôi các em, ghi đi. Có 9 điểm. Mà mỗi một điểm á các em à, thì chúng ta có mấy phương trình cân bằng hả các em? 2 hả? 2 phương trình cân bằng. Có 2 phương trình cân bằng. Đúng. Vậy thì 9 điểm thì cho thầy bao nhiêu phương trình tất cả các em? 18 phương trình các em ghi đi. Thế vậy thì do đó là chúng ta thấy rằng là số phương trình á, thì chúng ta tìm dễ hơn. Vậy thì 18 phương trình nó dùng để giải bao nhiêu ẩn? Chắc chắn phải là bao nhiêu ẩn? Phải có 18 ẩn. 18 ẩn. Vậy thì 18 ẩn này là những ẩn nào? Thì bây giờ các em để ý này. Mỗi một thanh nhẹ thì nó sẽ chịu kéo hoặc là chịu nén. Bởi vì tất cả cái lực của chúng ta đặt vào nút bản lề. Thì do đó tất cả các cái thanh của chúng ta thì nó sẽ chịu kéo hoặc là chịu nén. Mà nó hoặc chịu kéo chịu nén thì nó có cái nội lực. Vậy ở đây mình có bao nhiêu thanh tất cả? Các em đếm cho thầy xem có bao nhiêu thanh tất cả. Đếm cho thầy xem. Thầy mời Nguyễn 15. Minh Quang. Thầy mời Nguyễn Minh Quang. Dạ thưa thầy là 15. Quá đúng em, 15 điểm là 5 điểm cộng em. 15 thanh. Mỗi một thanh thì là một nội lực. Do đó chúng ta có 15 ẩn nội lực. Tức là nội lực của mỗi một thanh sẽ là một cái ẩn số. Ngoài ra thì toàn bộ cái dàn này được liên kết với môi trường bên ngoài, các em chú ý. Ở hai vị trí Y và H. Ở trong đó thì Y là, các em còn nhớ cái tên của liên kết Y này là gì không? Em nào có thể nói cho thầy nghe là cái Y này là liên kết gì chúng ta học vừa rồi hôm trước? Thầy mời Phan Trịnh Anh Vũ. Dạ thưa thầy là bản lề cố định. Quá đính, quá đúng em. Bản lề cố định thì chúng ta sẽ có hai phản lực theo phương ngang. Đó là X, Y. Và phương gì hả em? Dạ phương đứng. Đó là gì? Là Y, Y. Tiếp theo ở H. Ở đây chắc là các em cũng rất là khó nhìn. Nhưng mà thực tế nó lấy cái tựa hoặc là con lăn các em ạ. Tóm lại là lấy cái tựa. Lấy cái tựa thì nó chỉ có một cái phản lực duy nhất. Đó là cái phương mà vuông góc với lại cái bề mặt tựa. Bề mặt tựa của ta là bề mặt này này. Thì do đó ở đây chúng ta chỉ có một phản lực duy nhất thôi. Đó là theo phương ngang. Và ta thấy rõ rằng là X gì gì? X gì H. Như vậy thì ở đây chúng ta có thêm mấy phản lực liên kết nữa các em? 3 thầy ơi. 3 phản lực liên kết, em ghi đi. 3 phản lực liên kết. Thì 3 phản lực này có phải là ẩn không? Phải. Đúng rồi, bởi vì ngay từ ban đầu mình làm gì có đâu mà. Bây giờ mình đi tìm chứ. Như vậy thì tóm lại là tổng số ẩn là bao nhiêu hả các em? 18. Thế thì khi mà 18 ẩn, số ẩn bằng số phương trình, thì bài toán này được gọi là tĩnh định. Tĩnh định là thế nào? Là dùng kiến thức của môn cơ lý thuyết tĩnh. Để giải được.
Thứ nhất là em iPhone thì tên là gì, họ tên thì em ghi ra, chứ iPhone thì thầy không chấp nhận nhá. Thứ nhất, thứ hai nữa là em tắt mic đã. Khi nào mà thầy bảo em ấy thì em hãy bật mic lên. Thì chúng ta sử dụng mấy cái phương trình cân bằng là xong. Như vậy thì đến đây ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng kiến thức cân bằng của một chất điểm thì chúng ta sẽ giải quyết. Vậy thì các em chú ý, 9 điểm thì chúng ta sẽ bắt đầu là cách thứ nhất. Các em ghi cách 1, đó là xét cân bằng của 9 chất điểm. Viết ra 18 phương trình cân bằng. Rồi chúng ta giải hệ. Giải hệ 18 phương trình 18 ẩn. Bởi vì về nguyên tắc mà nói thì nếu mà số phương trình bằng số ẩn thì thầy sẽ giải được em ạ. Còn việc giải như thế nào đó là việc của toán học em. Đó là việc của toán học. Thầy không quan tâm. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xét cân bằng của một chất điểm. Vậy bây giờ thì đố các em biết. Ở đây mình có 9 điểm A, B, C, D, D, E. Vậy thì thầy nên bắt đầu từ điểm nào thì thầy sẽ tìm được ẩn số ngay lập tức. Ai trả lời được chỗ này? 7 điểm cộng. Thầy mời Vũ Ân Thiên nào. Dạ, điểm A với điểm H. Nếu như mà thầy bắt đầu từ điểm Y và điểm H. Các em để ý này, nếu thầy bắt đầu từ điểm Y và điểm H. Đây. Thầy bắt đầu từ điểm Y và điểm H. Điểm Y của thầy, thứ nhất là thầy sẽ có các cái nội lực. Các em vẽ ra đi. Vẽ đi các em ơi, vẽ điểm Y cho thầy. Đừng để ý những cái điểm khác, đây là thầy chuẩn bị trước thôi. Nha, đây là thầy chuẩn bị trước thôi. Bây giờ các em chú ý này. Ở đây. Bây giờ bạn ấy nói là bây giờ chúng ta xuất phát từ điểm Y trước. Thì bây giờ thầy sẽ xem, các em xem mà bạn ấy nói điểm Y trước á, thì có hợp lý không? Bạn bảo là điểm Y hoặc là điểm H trước. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng xét xem nó có hợp lý hay không. Bởi vì kiểu gì thì chúng ta cũng phải vẽ nó ra. Thầy vẽ điểm Y, nào bây giờ cùng vẽ đi nào. Bây giờ thầy vẽ điểm Y, tức là thầy phải cắt cái thanh này xung quanh điểm Y. Cả lớp hiểu vấn đề không? Tức là thầy dùng một lát cắt. Thầy cắt cái thanh này và thầy phá vỡ cái liên kết tại điểm Y đi. Nhìn thấy cái lát cắt của thầy chưa? Thầy phá vỡ đi. Cả lớp có hiểu ý thầy nói không? Cả lớp. Rồi. Ở đây khi ta cắt xong thì ta còn một cái lát cắt. Các em vẽ nó lát cắt này ra đi. Mà một cái là một cái nét gợn sóng các em. Vẽ nó ra. Và đây là vật thể tự do, thì xin nhắc lại, đây là vật thể tự do. Thì khi mà ta cắt thanh ra thì nó sẽ xuất hiện các cái nội lực. Và thầy yêu cầu, thầy vẽ, cái thầy yêu cầu quy ước với chúng ta là chúng ta vẽ nội lực của các cái thanh nhẹ. Đương nhiên là cái phương của nó phải trùng với phương của thanh nhẹ là điều đương nhiên rồi. Nhưng mà chiều là chúng ta vẽ từ trong mặt cắt vẽ ra, nó hướng ra ngoài, cả lớp nghe rõ chưa? Thì đây là thanh IH. S-I-H. Tiếp theo là thanh IF. Thanh IF. Đây. Nội lực của thanh IF. Em ghi là S IF. Tiếp theo là thanh IG. Thì cũng phải xuất hiện nội lực của thanh IG kìa. S IG. Và ngoài ra thì tác dụng tại điểm Y do chúng ta là có hai cái phản lực tại cái bản lề cố định. Đó là điểm Y thì chúng ta sẽ có là X, Y. Phản lực theo phương X tại điểm Y. Và phản lực theo phương Y của điểm Y là Y, Y.
Để được gọi là sơ đồ vật thể tự do thì thầy phải có đủ các yếu tố hệ trục tọa độ rồi các cái góc của nó. Ở đây thì góc của đây thì thầy không có tiện tính góc. Thì ngang, ta thấy rằng là đây là ngang thì 5 và dọc thì 6. Vậy thì cạnh huyền là căn của 6 bình cộng 25 bình là căn bao nhiêu hả các em? Ok em. Căn của 5 bình và 6 bình là bao nhiêu? 61 hả? Hả? Căn 61. Ờ 61 các em. Đó, như vậy thì rất là ok rồi, còn lại là ok rồi thì đến đây ấy là thấy đủ cái gọi cơ sở được gọi là sơ đồ vật thể tự do rồi. Nghĩa là ta có vật thể tự do là một thì có tên điểm này, có các cái lực, trong cái lực thì nó có nội lực và ngoại lực. Ngoại lực thì nó có phản lực liên kết hoặc là đề bài cho. Lực đề bài cho là những cái lực ví dụ như là 200 kN, 200, 400, 400 kN này, cả lớp có hiểu vấn đề không? Đó là gọi là ngoại lực đề cho. Còn một loại ngoại lực nữa đó là phản lực liên kết thì đó chính là XY và YY. Còn nội lực của thanh nhẹ thì ta có ba cái nội lực này rồi. Rồi có kích thước có kích thước dài, có kích thước góc. Ở đây ta cần kích thước góc. Rồi đủ rồi. Đến đây thì ta được gọi là sơ đồ vật thể tự do. Khi mà có sơ đồ vật thể tự do của chất điểm Y rồi thì ta được quyền viết hai phương trình. Đó là tổng FKX bằng 0 và tổng FKY bằng mấy hả các em? Nhưng bây giờ thì xin hỏi các em á, là nếu như thầy viết hai phương trình này ra thì thầy có mấy ẩn tất cả ở cái điểm Y này hả các em? Ba. Ông em nhìn kỹ lại xem đi. Em nhìn cho kỹ lại xem nhá. Nếu 5. Bây giờ bắt đầu thầy giải bài toán này mà thầy xuất phát ngay từ điểm Y giống như ban nãy bạn kia bạn nói á. Ngay lập tức ban đầu mà thầy đã bắt đầu từ điểm Y thì thầy đối diện với lại là hai phương trình nhưng mấy ẩn. Thầy mời Đỗ Hoàng Tuân nào. 5 ẩn liền. Bởi vì XY thì đã có đâu, YY thì đã có đâu, SIF thì đã có đâu, SIF thì đã có đâu, SIG có đâu. Vậy thì hai phương trình mà 5 ẩn có giải được không? Không, không giải được em ạ. Do đó thì thầy trả lời rằng đã xuất phát từ điểm Y là bất hợp lý. Bây giờ điểm H này. Tiếp tục đi các em. Điểm H, các em vẽ rồi đi. Đây. Vẽ thôi. S thì đây là S, HF. Tiếp theo, nội lực thì luôn luôn là trùng với phương mà chiều thì từ trong một cắt hướng ra. SIH. Các bạn bảo cho thầy em ghi là SHI được không? Thì được em ạ. SHI hay là SIH thì là một. Nhưng mà để tránh cho cái việc hiểu lầm thì do để chúng ta thấy rằng nó là một thôi thì thầy ghi giống hệt nhau. Ở đây thầy ghi SIH thì ở đây thầy cũng ghi SIH. Còn nếu thầy ghi là SHI thì ở đâu thầy cũng ghi SHI, nhưng còn thực tế nó là một lực thôi. Cả lớp có hiểu ý tôi nói không? Cả lớp ơi. Hiểu rồi. Rồi. Tiếp theo thì ở H là một cái liên kết tựa hay là con lăn như thầy vừa nói thì nó sẽ có một thành phần phản lực như thầy vừa nói, đó là XCH. XCH đã được gọi là sơ đồ vật thể tự do chưa? Chưa. Chưa. Hiểu không? Từ dương XY. Ừ, chưa. Đấy. Chưa đủ. Ta thấy rằng ở đây thì theo phương ngang người ta có là 5. Với thẳng đứng ta có là 10 trừ đi 6 là còn mấy hả các em? 4. Cả lớp có hiểu không nhỉ? Vậy thì cạnh huyền của nó là căn bao nhiêu hả các em? Căn 41 thầy. Căn 41 các em ghi đi. Đó thì đến đây ấy, thì chúng ta mới được gọi là sơ đồ vật thể gì?
tự do kia mà. Đó, ghi vào đi. Và khi mà các em có sơ đồ vật thể tự do của điểm H rồi thì các em được quyền. Ở đây thầy ghi là chữ điểm Y này. Ở đây thầy ghi điểm Y này. Thầy các em được quyền viết cho thầy hai phương trình, đó là tổng FKX của điểm H bằng 0 và tổng FKY của điểm H bằng 0. Thì đương nhiên chúng ta cũng có hai phương trình, nhưng mà chúng ta có mấy ẩn nữa các em ơi? Có mấy ẩn nữa các em? Ba ẩn. Hai phương trình có giải được ba ẩn không? Không phải. Không. Cho nên nếu như mà em nói rằng là em xuất phát từ điểm H là cũng không hợp lý lắm. Vậy thì bây giờ thầy trao lại cơ hội cho một em khác, nói lại nghe thầy nghe xem là với cái dàn này thầy sẽ xuất phát từ điểm nào thì hợp lý hơn, thầy sẽ tìm được ngay ẩn. Thì thầy sẽ cho 7 điểm cộng. Thế mời Trần Thế Bình. Dạ em cứ thầy là ở điểm A. Chính xác là ở điểm A kia mà. Thế tại sao? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vẽ hình đi. Nào, hãy cùng vẽ hình đi. Rồi. Hãy vẽ hình cùng với thầy đi. Nào, bây giờ A thì ta có là SAC. Tiếp theo là SAM và gì? AB. Nhớ nhá, luôn luôn vẽ từ trong mà cắt vẽ ra. Đổi màu mực đi cho nó đẹp các em. Đã có đủ là gọi là sơ đồ vật thể tự do chưa nhỉ? Chưa hả? Chưa đâu. Đó. Ngang nhiêu, dọc nhiêu? 4, 5, 4. Đúng rồi, ngang 5, dọc 4. Vậy đây là căn 41. Đủ với sơ đồ vật thể tự do chưa? Rồi, đó, đủ rồi, rồi các em ạ. Thì do đó lúc này khi mà có đủ sơ đồ vật thể tự do rồi, các em được quyền viết phương trình tổng FKX của điểm A bằng 0. Ai có thể giúp thầy triển khai được, thầy sẽ cho 10 điểm cộng nào. Xin mời Trần Ngọc Trung em. Được thầy là tổng FKX ở điểm A là bằng SAC. Tiếp. Cộng với lại SAB nhân cho 5 chia căn 41. Quá chuẩn. Bằng mấy? Không. Quá chuẩn đấy, 10 điểm cộng em. Rồi tiếp theo này, các em được quyền viết phương trình tổng FKY của điểm A bằng 0. Ai có thể? Rồi thầy mời Nguyễn Minh Quang nào. Mời Nguyễn Minh Quang em. Dạ thưa thầy là cộng SAB nhân cho 4 chia căn 41. Quá đúng. Bằng 0. Chưa. Thế còn thiếu mất của thầy rồi. Rồi 5 điểm cộng em. À, hả? Trừ. Trừ bao trừ nhiêu? Trừ A thầy. Ừ, nói trừ A. Trừ 200. Ừ. Bằng mấy? Bằng 0. Đúng rồi. Bằng 0. Thế thì em thấy rằng là hai phương trình này ta tìm được ngay hai ẩn các em ạ. Ta tìm được ngay hai ẩn, mà cụ thể từ phương trình số 2 ta tìm ngay SAB. Có SAB ta thấy vào cái phương trình số 1 ta tìm được ngay SAC. Thế bây giờ câu hỏi cái tiếp theo của thầy này, như vậy thì ở đây ấy, ta thấy rằng là đầu tiên thầy phải xét tới là điểm A. Thầy ghi cái số thứ tự đầu tiên này, ở đây là 1. Thế câu hỏi của thầy là bây giờ sau điểm A nhá, câu hỏi này. Sau điểm A thì thầy nên tiến tới điểm nào? Ai trả lời đúng sẽ được 10 điểm cộng. Thầy mời Quế Văn Minh em. Thưa thầy là điểm C ạ. Điểm C. Tại sao theo em là điểm C thì mình sẽ được? Vì điểm C nếu biết phương trình FKY sẽ tính được, sẽ có số để tính tiếp ạ. Tức là thế này, ở C ta nhìn thấy ở C là có mấy ẩn các em nhỉ? Có ba cái nội lực.
Ở C là nơi hội tụ của ba thanh AC, CB và CE. Thì chúng ta sẽ có ba cái ẩn nội lực là SAC, SCB và SCE. Nhưng cái nội lực SAC ta có chưa? Rồi, có rồi. Có rồi là ở do xét cái điểm A trước mà ta có. Thì do đó khi mà ta xét tới điểm C á, thì SAC lúc này không còn là ẩn số nữa. Vậy thì nó chỉ còn đúng hai ẩn là SCB và SCE. Nhưng mà chúng ta có hai phương chính cho nên ta hoàn toàn có thể giải được. Do đó thì bước thứ hai thầy sẽ xét nên điểm, đó là nên xét điểm C. Okay. Xin mời các em vẽ hình. Xin mời các em vẽ hình nào. Thì các em cứ chê rằng là học học online nó không có lợi thế này thế khác, thì thầy đồng ý là học online thì nó không thể bằng học trên lớp được, đồng ý. Nhưng nếu như mà chúng ta tập trung vào á và chúng ta nghiêm túc học á, thì chúng ta có thể phát huy được những cái lợi thế của học online mà học ở trên lớp chúng ta không có. Một cái ví dụ điển hình đó là thầy có thể copy paste rất là nhẹ nhàng và thầy vẽ hình nó rất là nhanh mà không mất thì giờ. Các em có đồng ý với thầy thế không? Hả? Đúng rồi, ơi. Đúng rồi, thì ok, tập trung vào ta học nào. Như vậy thì ở đây ấy, chúng ta sẽ có là SCAC. Ở phía trên thì ta sử dụng là ta ghi là SAC rồi, thì ở đây ta cũng ghi SAC chứ ta thầy sẽ không ghi là SCA nữa, mặc dù bản chất là được. Bản chất đó là ghi em ghi SCA cũng được, chả vấn đề gì, nhưng mà thôi để cho nó thống nhất và nó không bị lẫn, nó không bị rối thì ta dùng một thống nhất một ký tự, một ký hiệu SAC. Rồi tiếp tục nào. Ở đây ta có SBC. SBC hay CB đều được, không quan trọng. Tiếp theo là SC. Thế đến đây đã được gọi là sơ đồ về thể tự do chưa? Còn trục tọa độ nữa. Thôi, còn lại trục tọa độ nữa. Nhớ như thế để nó tạo thành một thói quen. Hết rồi các em ạ. Thế thì khi mà các em có, thầy ghi đây là trình tự điểm số 2 mà thầy sẽ xét. Đó. Thì lúc này các em được quyền viết tổng FKX của điểm số 2, à xin lỗi, của điểm C bằng 0. Ai có thể giúp thầy triển khai? Thế mời Nguyễn Minh Quang em. Mời Nguyễn Minh Quang em. Dạ thưa thầy, là SCE. Quá chuẩn em. Tiếp. Trừ cho SAC. Bằng 0. Bằng 0. Đây là phương trình số 3. Cảm ơn em, 10 điểm cộng em. Rồi các em bỏ tay xuống hết đi. Bỏ tay xuống hết đi cho nó. Rồi bây giờ ai có thể giúp thầy Phan Nguyễn Bá Phước em để chúng ta viết tổng FKI nào của điểm C nào em? Đây là SBC trừ cho 200 Đúng rồi em, 10 điểm cộng em. Cho nên là rất là đơn giản, chỉ cần các em có ý thức thôi thì các em sẽ có được ngay cái điểm cộng, chứ không có gì khó cả. Chúng ta hoàn toàn là một phát mà chúng ta giải được ngay SBC, có SBC. Bởi vì SAC ta có ở trên rồi cho nên là ta tìm được ngay SCE. Đó là hai ẩn mà chúng ta có thể tìm ra được. Thế thì bây giờ cái câu hỏi của thầy á, đó là sau khi mà thầy có được điểm A rồi, sau đó thầy xét điểm C, thì điểm tiếp theo mà thầy nên xét là điểm nào? Nếu ai nói đúng thì sẽ được 10 điểm cộng và giải thích được, thì mời Lê Thành Tân à. Thầy điểm tới điểm B thầy. À, thế tại sao là điểm B mà không phải là điểm E? Có thể giải thích cho thầy được không? Tại điểm B mình tìm được hai cái trước rồi đó thầy. Hai cái nào rồi? Nói tên. SAB với SBC. Chính xác, vậy thì còn hai ẩn nào mà ta sẽ tìm được qua hai phương trình của nó? Dạ, SBE và SBD. Chính xác em. Thế nếu như bây giờ không phải thầy tìm điểm B trước mà sau điểm C mà thầy lại tiến đến điểm E,
Thì liệu thầy có thể tìm được hết ẩn của nó không? Nếu thầy không tiến tới điểm B mà thầy tiến đến điểm E đi chẳng hạn, sau điểm C, thì thầy tiến đến điểm E chẳng hạn, thì liệu thầy có thể tìm được hết tất cả các ẩn quanh điểm E không? Rồi Tân 7 điểm cộng em. Ai có thể trả lời câu hỏi của thầy được không? Rồi Tân bỏ tay xuống em, 7 điểm cộng em. Rồi ai ai có thể trả lời câu hỏi này là thầy mời xem nào, có ai mà mới mới mà giơ tay không? Thầy mời Ngọc Linh nè, mời Ngọc Linh nè. Em thầy là vẫn tìm được thầy. Thế không đúng đâu. Đấy không đúng đâu. Rồi em 2 điểm cộng em. Xin thưa các em là nếu sau điểm C á mà các em không tiến tới điểm B á mà em tiến điểm E thì không có được. Bây giờ thì mời ai có thể trả lời cho thầy là tại sao không được, thầy mời Nguyễn Hoài Phúc có được không? Dạ không được thầy, tại vì cái điểm BE mình đâu, tại vì nó là ba ẩn mà mình có hệ phương trình mình là hai ẩn. Đúng rồi, tức là điểm E, tức là sau điểm C mà tiến đến điểm E thì chúng ta thấy ở đây có bốn thanh với nhau là CE, BE, ED và EG. Thì trong đó thì đúng là SCE ta vừa tìm được ở phương trình số 3. Thế thì còn lại ba ẩn đó là C, đó là EB, ED và EG. Nhưng mà ba ẩn mà chúng ta chỉ có một phương trình quanh điểm E thôi thì ta không có thể giải được, hai phương trình ta không có thể giải được. Do đó, nếu chúng ta tiến tới điểm E bất hợp lý, ta phải tiến tới điểm B các em. Đó, cả lớp có hiểu vấn đề không? Rồi thì do đó chúng ta tiến tới điểm B đây các em. Cho nên là chúng ta phải suy nghĩ. Đó thì chúng ta phải tiến tới điểm B các em ạ. Bây giờ chúng ta cùng vẽ nào các em. Rồi ở điểm B ta có là SAB. Tiếp theo là SCBC. Tiếp theo là SCBE. Tiếp theo là SC gì? BD. Đã được gọi là sơ đồ vật thể tự do chưa? Chưa hiểu. Chưa đâu. Đúng là như vậy. Nào ở cái chỗ AB này ngang bao nhiêu, dọc bao nhiêu ở kem? Ngang 5 dọc. Ngang 5 dọc 4. Chính xác rồi. Còn ở chỗ B này cũng thế nốt. Đúng không? Dạ. Đủ chưa? Chưa. Đến đây mới đủ các em. Rồi thế thì bây giờ đây là điểm số 3 mà thầy cần xét. Thì thầy cũng sẽ được viết được ngay đó là tổng FKX của điểm C bằng 0. Vâng. Có ai xung phong không nhỉ? Rồi, nhưng mà rất tiếc vì thời gian không có hạn cho nên là thầy không có hỏi các em được nữa. Rồi. Như vậy thì tiếp theo là tổng FKI bằng 0. Điểm C bằng 0. Đại loại là các em hiểu rằng là chúng ta hoàn toàn có thể tìm được ngay hai ẩn mà chúng ta cần tìm. Bây giờ thời gian nó có hạn, thầy không cho phép. Bây giờ sau điểm điểm B là thầy điểm tiến đến B điểm mà thầy. Hả? Hả? Bây giờ tổng FX của điểm B mà. Điểm B hả? À xin lỗi điểm B, xin lỗi các em. Tổng FX của điểm B. Chúng ta đang tiến tới điểm điểm B, từ ta đang lấy là điểm B đã này, đúng rồi. Rồi bây giờ sau điểm B ấy, là ta tiến tới điểm nào, thầy xin mời các em nào. Mời Trần Ngọc Trung em. Chính xác là điểm E các em ạ. Tóm lại là bây giờ sau điểm B chúng ta sẽ tiến tới điểm E. Và thời gian có hạn cho nên thầy không có vẽ và không có nói được hơn nữa. Chúng ta hiểu rằng đây là điểm
Số 4 mà chúng ta cần xét. Bởi vì sao đến điểm E thì chúng này chúng ta có SCE và SBE rồi. Do đó ta tìm được SED và SEG. Cả lớp đồng ý không? Có. Đồng ý ạ. Rồi thầy cứ giảng tiếp thôi. Rồi sau điểm E thì ta đến đến điểm gì? Ai nói được nào? Mời Phùng Tuấn Khanh. D. Mời Phùng Tuấn Khanh. Hai là điểm D. Quá đúng em. Điểm D. Rồi. À, chỗ này. Rồi, điểm D. Các em nên ghi chú vào đi. Rồi. Đó là điểm số 5 của thầy. Rồi, sau điểm D thì thầy tiến đến điểm nào? Thế mời Bùi Tấn Đạt em. Dạ, điểm F ạ. Điểm D, từ từ xem nào. Sau điểm D thì điểm F thì thầy thấy là không hợp lý lắm. Tại điểm G thầy ơi. Hả? Tại điểm G. À đúng rồi, điểm G thì hợp lý hơn rồi em. Rồi, thế thì 7 điểm cộng em. Đó là phải là điểm G ấy mà. Điểm G. Đó phải là điểm G các em. Còn tại sao thì các em tự hiểu nhé. Rồi bây giờ sau điểm G là đến điểm gì? Ai nói được nào? Quế Anh Tài em. À, điểm F thôi. Đúng, sau điểm G là ta có đến điểm F các em ạ. Tại sao thì em tự hiểu nhé. Rồi bây giờ sau điểm F thì đến điểm nào? Thế mời Bùi Gia gì ấy nhỉ? Bùi Gia gì ấy nhỉ? Thì Bùi Gia Bảo hả? Sau điểm F đến điểm gì? Ơi. Là điểm mày. Sau điểm F thì ta tiến tới điểm Y ấy, thì thầy cho rằng là không hợp lý lắm. Như thầy vừa nói với các em á, lúc này ta có cái gì rồi? Sau điểm F á, sau điểm F á, thì em có là S S IF. Em mới có S IF IF và IG. Em có là SIF và SIG. Nhưng mà SIH và XIII của em chưa có, em sẽ có 3 ẩn cơ. Thì do đó em sẽ không thể nào tiến tới điểm Y ngay được, mà chúng ta đương nhiên phải tiến tới điểm còn lại. Đó, lúc này thì thầy không cần gọi các em nữa, bởi vì chúng ta phải tiến tới điểm H trước. Bởi vì khi tiến tới điểm H ấy, thì lúc này ấy, thì chúng ta sẽ có là đúng 2 ẩn. Bởi vì điểm Y, điểm H ta chỉ có SHF thôi, thông qua điểm F trước. Thì ta còn 2 ẩn đó là XH và SIH. Có cái này rồi, lúc này ta mới tiến tới điểm Y các em ạ. Như vậy thì cách thứ nhất thầy đã giải thích cho các em xong, đó là các em xét tuần tự các điểm. Bây giờ đặt ra câu hỏi thứ hai này. Các em chú ý cho thầy rằng là ở đây á, trong bài toán này các em may mắn. Các em có câu hỏi gì không? Đỗ Hoàng Tuân câu hỏi gì hả em? Để thầy giải thích nốt nào. Thầy cái gì hả em? Hỏi lại không nghe gì cả. À em giờ nãy giờ. À, rồi em tắt đi, để thầy nói nốt nào, em tập trung vào đây cho thầy nào. À, thầy xin thưa các em rằng là gì? Ở đây á, chúng ta may mắn rằng một điều là chúng ta xét tuần tự, các em để ý này, có 9 điểm. Thì chúng ta tuần tự, chúng ta đi 9 điểm A rồi đến C rồi đến B, E, D, G, F, I, H, I. Tức là ở đây chúng ta đi tuần tự, đi qua điểm nào thì ta đều tìm được hai ẩn của điểm đó. Đó là một sự may mắn. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không tìm được tuần tự thì việc các em viết ra 18 phương trình và 18 ẩn á thì nó rất là khó về mặt toán học. Nhưng mà không có gì là không giải được. Nếu như các em dùng là phần mềm MATLAB hay là Maple, các em giải một lúc hàng bao nhiêu phương trình đều được. Nhưng mà ở đây ta nói đến cái khía cạnh là chúng ta đi thi chẳng hạn, thì chúng ta nếu mà một phát mà 18 phương trình và 18 ẩn mà chúng ta không tìm ngay được từng phương trình á là rất là mệt. Vậy thì lúc này á, thì chúng ta làm sao để chúng ta có thể làm được, thì chúng ta có cách thứ hai. Ta có một cách thứ hai. Em ghi đây cách thứ hai. Ơi. Hỏi đi em, hỏi đi. Sao? Thầy nghe khó quá em ơi, nghe khó quá.
Nghe khó quá, cái gì em ơi? AC, CE, EG với GI á thầy. AC, CE. Nói chung một hệ trục tọa độ tổng thể đúng không thầy? Khoan đã, khoan đã. Điểm C không phải là trường hợp đặc biệt. Bởi vì á, trường hợp đặc biệt ấy là khi mà không có ngoại lực tác dụng vào đấy, các em nhìn này. Trường hợp đặc biệt ở đây đâu? Trường hợp đặc biệt ở đây đâu? Đây. À, đồng ý với em rằng là điểm C của em thì tương đương với điểm A ở đây. Nhưng mà cái ở cái chỗ này ấy, là do là không có ngoại lực tác dụng vào điểm A, cho nên em suy ra được là cái nội lực của cái lực ở của cái thanh ở giữa này là bằng không, hiểu không? Nhưng mà ở đây á, á hiểu chưa, hiểu chưa? Ở đây điểm C chúng ta thì có một cái lực đặt vào, cho nên là không có được, rất tiếc em mà. Rồi, thầy cho em 7 điểm cộng em. Đó là một cái sự thắc mắc rất là cần thiết em mà. Ở đây thì xin rất tiếc với các em rằng là thầy không có áp dụng được một cái điểm đặc biệt nào. Không có áp dụng được điểm đặc biệt nào. Rất tiếc. Rất tiếc, rất tiếc. Rất tiếc, rất tiếc. Đời không như mơ các em à. Ừ, đời không như mơ. Rồi. À, bây giờ thầy đang nói nốt này. Bây giờ á các em à, nếu như mà bây giờ thầy không có dùng kiến thức cân bằng của một chất điểm, thì bây giờ thầy, em để ý này, thầy có thể làm như sau trước này. Cả cái dàn này thầy coi là một vật rắn các em à, là một tấm bản các em. Đây là định ta hóa rắn các em. Thế thì cả cái vật rắn này của thầy sẽ liên kết với môi trường bên ngoài ở hai điểm bản lề có hai ẩn, đó là xy và yy. Ở h thầy sẽ có là xh. Như vậy thì vật rắn của thầy ấy, thì cân bằng của một vật rắn thầy có mấy phương trình ở các em? Ta vừa học bài hôm trước xong. Cân bằng của một vật rắn thì ta có mấy phương trình? Hai. Ta có, không đúng là hai đâu, không đúng là hai. Thế mời Phan Trịnh Anh Vũ em. Dạ thưa thầy, là ba phương trình. Đúng rồi, như vậy thì bạn nào mà không chịu làm bài tập về nhà nhỉ? Thầy có giao cho các em là làm bài tập về nhà mà rất tiếc là các em không có làm. Không làm bài tập về nhà thì làm sao mà các em có thể hiểu được bài hả các em? Mà giờ thầy không có thời gian để thầy ôn, thầy quay lại các em đâu, mà sắp tới thì các em sẽ không có làm bài ở đâu, không có làm bài thi ở đâu các em ạ. Rất tiếc là các em là như vậy. Tại sao thầy không hiện ra được nhỉ? Bài tập về nhà của thầy là cái bài này này. Có 8 cái bài tập này này mà các em không làm. Không làm bài tập này thì các em sẽ không thể hiểu bài được. Đấy thì chỉ nhắc lại các em là như vậy nhá. Đâu được rồi. Thế bây giờ ba phương trình thì tìm được ba ẩn ngay lập tức. Các em hiểu vấn đề không? Tức là bây giờ thầy dùng kiến thức cân bằng của một vật rắn, thầy tìm được ngay ba cái ẩn phản lực liên kết này. Cả lớp có đồng ý với thầy thấy không? Bảo các em. Các em ơi. Là đồng ý thầy. Đúng rồi các em, đồng ý. Có. Bây giờ chúng ta cùng triển khai nào các em. Bây giờ chúng ta cùng triển khai nào. Chúng ta cùng triển khai. Đó là phương trình tổng fkx bằng 0. Tất nhiên ở đây thầy phải vẽ nốt cái đã. Nào. Đây là x y. Đây là y. Bây giờ tác dụng của cái vật rắn này của thầy gồm có mấy lực em nhỉ? Đây, ngoại lực đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 lực. Ai có thể giúp thầy chiếu cái tổng fx bằng 0 này nào? Thầy mời Phan Trịnh Anh Vũ. Tất nhiên là hệ trục tọa độ x gì thì được rồi, chúng ta phải kể thôi các em. Kể đi, chúng ta phải gương mẫu các em. Rồi, bây giờ thầy mời Phan Trịnh Anh Vũ nào, sẽ triển khai phương trình tổng fx bằng 0 cho thầy nào. Dạ thưa thầy, là cộng xh cộng xy bằng 0. Chuẩn quá em ạ. Còn gì có thể chuẩn hơn được 10 điểm cộng em. Cảm ơn em, mời em ngồi. À quên, mời em dở đây rồi. Bây giờ tổng FKY bằng 0 thì ai có thể giúp thầy
thì mời Bùi Tấn Đạt đi, cho cơ hội của Bùi Tấn Đạt đi nào. Dạ thưa thầy là trừ y trừ cho 200. Trừ 200. Trừ 400. Trừ 400. Bằng 0. Quá chuẩn em. 10 điểm cộng em. Thế bây giờ thì thầy nên xét phương trình tổng moment quanh điểm nào các em nhỉ? Ai có thể trả lời được cho thầy nào? Mời Trần Ngọc Trung em. Là quanh điểm Y ạ. Ờ, biết cái điểm H được không? Không được. Được hết. Tại vì á, điểm H á, là nơi giao của mấy lực ở các em nhỉ? Hai lực Y, Y và XH được. Mà điểm Y á, thì thầy là giao của XY và YY, do đó thầy chỉ còn mỗi lực là XH thôi. Cho nên là đều được hết. Bây giờ thầy lấy điểm Y. Thế thì bây giờ ai có thể giúp thầy triển khai phương trình moment sẽ được 15 điểm cộng em ạ. Tại phương trình moment thì ít nhiều nó cũng khó hơn phương trình tổng hợp các x, x và y. Thế mời Ngọc Linh em ạ. Ờ, em có thầy đó là EG. Nói lại được không em? Cái gì? Trừ 400 nhân cho 5. Bây giờ có phải ý của em đấy là moment của lực này không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà moment của lực. Bây giờ cho em có ý kiến á, ý bây giờ mình có thể mình hợp lực của cái bốn điểm A, C, E, G thành một lực duy nhất không, rồi mình từ đó thì mình có thể tính ra moment khi lực đó xung quanh điểm Y. Cũng được nhưng mà nó lâu em mà. Em câu hỏi của em rất hay á, thầy sẽ dành cho em câu hỏi này là 10 điểm. Như vậy thì bạn ấy thu gọn hệ lực 200, đây là một điều rất là thông minh. Đây là một điều hết sức thông minh các em ạ. Là 200, 200, 400, 400 bạn đưa thu gọn hệ lực này về một lực duy nhất. Thì chắc chắn nó sẽ là một cái lực nào đó có độ lớn, chắc chắn nó sẽ bằng là 200 cộng 200 cộng 400 cộng 400 là 1 này. Và cái vị trí của nó thì em sẽ sử dụng là cái quy tắc đó là tổng moment. Thế tuy nhiên á, thì ở đây á, nó không đáng em ạ. Tại vì trong một phương trình tổng moment quanh điểm Y á, thì thầy kết hợp luôn. Thì thầy nghĩ rằng là không cần phải tìm trước như vậy. Linh hiểu ý thầy nói không? Có thầy ơi. Cho nên bây giờ em triển khai luôn cho thầy đi. Bởi vì em kiểu gì em làm phương pháp kia thì em cũng phải đi qua cái phương trình này, hiểu vấn đề không? Phương trình moment này hiểu không? Em không thể thoát được. Bởi vậy thì không cần nhất thiết phải làm vậy em. Rồi bây giờ nhưng mà em được 10 điểm cộng em ghi chú vào cho thầy đi. Rồi bây giờ em bây giờ cái moment của xung quanh điểm Y thì mang dấu gì? Mang dấu nhìn tôi kỹ nhé. Dương, dấu dương. Ban nãy em nói dấu âm là không đúng rồi nhá, hiểu không? Dấu dương. Rồi ok. Thế thì em nói nốt đi, 400 nhân mấy? 400 nhân 5. Rồi tiếp đi em. Tiếp. Cộng cho 400 nhân 5. Nhân 5 tiếp à? Cộng cho 200. Từ từ, lại 400 nhân 5 tiếp à? Lại nhân 5 tiếp à? Là điểm. Em nghĩ cái gì? Thôi, thôi nhưng mời. Thôi. Bây giờ mình nhân 10, chiều dài nó tăng lên. Rồi tiếp đi. 200 nhân 15. Đúng rồi. Cộng cho 200 nhân cho 20. Bình tĩnh. Rồi tiếp đi em, xong cái đống lực này là rồi đó. Rồi trừ cho lực XH nhân cho 10. Quá đúng rồi. Thế thì ở đây các em à, nghe thầy nói này. Lúc này thì chúng ta sẽ giải hệ ba phương trình này. Các em chú ý là khi này ta giải hệ ba phương trình này, ta sẽ tìm được ba ẩn. Đó là XY, XH, XY và YY. Bây giờ chúng ta tiến tới cái phương pháp thứ hai là phương pháp mặt cắt các em ạ. Và đó cũng chính là cái câu trả lời cho câu hỏi ban nãy có một bạn hỏi thầy phương pháp mặt cắt là cái phương pháp gì. Thì sau đây thầy xin trả lời cho các em cái mấu chốt của phương pháp mặt cắt này là như thế nào. Sau đây thì xin trả lời các em ạ. Như vậy thì sau khi mà các em tìm được các cái phản lực liên kết, lúc này thầy phá bỏ liên kết nó đi, thầy thay vào các cái phản lực mà thầy vừa tìm. Được chưa các em? Lúc này thầy thay bằng đây là
cái này. Bây giờ nhiệm vụ của thầy á, tức là ba thằng này thầy đã có rồi này. Các em chú ý là cái sự khác biệt của cái việc em sử dụng là cân bằng của một vật rắn để em tìm phản lực liên kết. Còn ở trên kia là các em phải xét từng nút một để rồi cuối cùng em mới tìm được các cái phản lực này. Nhưng mà 18 phương trình 18 ẩn. Thế còn ở đây thì ta có 3 phương trình 3 ẩn. Đây là bước thứ nhất này. Bước thứ hai là bây giờ thầy muốn đi tìm nội lực của các thanh này. Nhưng mà thầy không muốn xét nút. Tại sao? Bởi vì trong một tình huống nào đó trong thực tế cuộc sống á. Ngọc Linh bỏ tay xuống rồi em. Bỏ tay xuống rồi đó. Có gì sau thì thầy giơ tay sau. Để cho nó công bằng em, để lát nữa mà thầy có hỏi thì Ngọc Linh bỏ tay xuống em. Thầy bỏ cho. Minh Quang tạm thời mute đây em. Bỏ mic đi. Bây giờ chúng ta không có cái nhu cầu. Bây giờ thầy nói này, trong một thực tế cuộc sống á, nhiều khi thầy không có nhu cầu đi tìm hết nội lực của các thanh này ạ. Mà thầy chỉ có một cái nhu cầu là tìm nội lực của một vài thanh nào đó. Vậy trong tình huống này, thầy sẽ dùng phương pháp mặt cắt kem kem đi đi cách 2. Cách 2 kem đi đi. Phương pháp mặt cắt. Kem ghi đi. Dùng một lát cắt. Một lát cắt. Đi qua. Chú ý này chỗ này này. Ba thanh. Và các em tô đậm, lấy bút dạ quang tô cho thầy cái con số 3 này. Có nghĩa là hai thanh cũng không được. Bốn thanh cũng không được. Năm thanh càng không được. Chỉ có con số 3 thôi. Tại sao lại thế? Bây giờ trước hết là tại sao lại thế thì thầy cứ cắt đã. Như vậy thì bây giờ giả sử như lúc này thầy cắt đôi cái dàn của thầy qua ba thanh đây. Lát cắt của thầy đây. Được chưa? Ok. Vậy thì khi mà thầy cắt lát cắt này á, các em chú ý. Các em chú ý là khi thầy cắt lát cắt này thì đây thầy sẽ có hai nửa các em ạ. Hai nửa vật rắn các em ạ. Hai nửa vật rắn. Các em vẽ hình vào đi. Vẽ kiểu gì thầy không biết đâu. Như vậy thì thầy có hai nửa vật rắn. Và bây giờ để tiết kiệm thì giờ thì thầy làm như thế này. Đây. Đây các em ạ. Ok. Ok. Các em tìm cách làm nào vẽ hình đi đi. Đấy không biết. Như vậy thì lúc này ở đây thầy có hai nửa. Cái dàn này là thầy hóa rắn các em ạ. Rõ ràng nó là một cái dàn nhưng mà thầy hóa rắn nó. Thầy hóa rắn nó. Các em hết sức chú ý cái cụm từ hóa rắn cho thầy. Ở bên tay phải của thầy vẫn còn cái lực XS. Phản lực XS. Vẫn còn phản lực XY. Vẫn còn phản lực là YY. Vẫn còn các cái ngoại lực này. Tuy nhiên khi mà thầy cắt ba cái thanh này ra thì thầy xuất hiện nội lực các em ạ. Bắt đầu chúng ta vẽ hình thôi nào. Vẽ hình thôi. Ở thanh BD thầy cắt ra thì thầy sẽ có nội lực của thanh BD các em ạ. Ở thanh BE cắt ra thì thầy sẽ có nội lực của thanh B. E. Từ cho mà cắt vẽ ra nhé. SBE. Cắt thanh CE thì ta có nội lực của thanh CE các em.
vậy các em ạ. Ở đây chúng ta lại có tiếp tục cân bằng của một vật rắn tiếp các em nhìn này. Đây là một vật rắn. Chúng ta lại có cân bằng của một vật rắn. Cân bằng vật rắn thì mình có mấy ẩn hả các em? À xin lỗi, có mấy phương trình, xin lỗi có mấy phương trình hả các em? 3 phương trình. 3 phương trình, 3 phương trình thì mình tìm được mấy ẩn hả các em? 3 ẩn. 3 ẩn. Bây giờ các em đã hiểu là tại sao mà chúng ta chỉ cắt 3 thanh không hả các em? Cả lớp hiểu hiểu ý tôi nói chưa? Cả lớp ơi. Rồi trời ơi. Bởi vì chúng ta sẽ dùng rồi, cân bằng ở ta sẽ dùng cái thức cân bằng của một vật rắn các em. Thì tức là ở đây ấy, thì thầy có thể vét 3 phương trình ra, đó là tổng fkx bằng 0, các em ghi đi. Đương nhiên trục tọa độ ở đây x y, cái thanh này của chúng ta cũng cần phải có cái tỷ lệ của chúng ta. Ở đây chắc chắn nó sẽ là 4, 5. Được chưa nào? Thì rõ ràng ở đây ấy, thì ai có thể giúp thầy? Đây là sơ đồ vật thể tự do thứ nhất của thầy. Ai có thể giúp thầy triển khai tổng fkx bằng 0 ở đây nào? Quy trình đầu tiên nào? Của cái hình này. Chúng ta có ở đây là 5 lực tất cả, các em nhìn thấy không? SBD, SBE, SCE và 200, 400, thầy mời 200, 200, thầy mời Phùng Tuấn Khanh em. Cố lên nào. Thầy là SBD. Rồi, đi đi, SBD. Cộng cho SBE nhân 5 phần căn 41. Chính xác, quá đúng. Tiếp. Cộng SCE. Không. Quá tuyệt vời em. Quá tuyệt vời em. Ở trên thì ban nãy là chúng ta có 3 phương trình 1, 2, 3 rồi, cho nên phương trình này của thầy là phương trình số 4. Coi như tiếp nối cách số 2 mà. Tiếp theo là thầy có phương trình tổng FKI bằng 0. Thì ai có thể giúp thầy? Thầy mời Ngọc Linh em. Em thấy đó là S trừ SBC. Em nhìn lại không phải BC mà BE. Trừ SBE. Nhân cho 4 phần căn 41. Trừ 200. Trừ 200. Không. Tuyệt vời em. Bây giờ các em, chúng ta còn một phương trình nữa, đó là phương trình tổng moment quanh một điểm nào đó bằng 0. Bây giờ chúng ta nên chọn điểm nào? Ai có thể trả lời được thầy? Mà nếu như đúng ý thầy thì thầy cho 10 điểm cộng các em ạ. Bây giờ thầy còn, tóm lại là thầy còn một phương trình nữa, tổng moment quanh một điểm. Ngọc Linh cứ bỏ tay xuống nữa em, bỏ tay xuống nữa nào. Bây giờ ai trả lời được nào? À, mời Minh Quang em. Theo em là em nên chọn cái điểm nào, moment quanh điểm nào? Dạ thưa thầy, theo em thì em chọn điểm B. Tại sao em lại chọn điểm B? Cả lớp nghe cho kỹ này, bạn đã chọn điểm B này. Tại sao em lại chọn mô men quanh điểm B? Có thể trả lời cho các bạn được không? Dạ thưa thầy là... Đúng ý thầy rồi đấy. Dạ thưa thầy là điểm... Điểm A với điểm C đều đi qua được điểm B. Lực của điểm A với điểm C. Không phải, thế thì... Đấy là em hơi may rủi thì em mới nói được thôi. Rồi thầy cho em 5 điểm cộng em. Thầy mời Phan Nguyễn Bá Phước nè. Bá Phước có biết tại sao thầy ưng điểm B không? Dạ thầy, vì có nhiều lực đi qua nhất. Bởi vì chúng ta có hai lực SBD và SBE đi qua điểm B. Mà trong đó cái lực mà chúng ta ghét nhất ấy, nhức nhối nhất là một cái lực xiên. Các em có hiểu vấn đề không? Khi mà chúng ta xét phương trình moment ấy, là chúng ta ghét nhất cái lực xiên. Các em có hiểu vấn đề không? Bởi vì lực xiên ấy, thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái công thức số 2 ở trong cái bài moment ấy. Cả lớp có đồng ý với thầy thế không nhỉ? Ok em? Đúng rồi. Cho nên á, thì chúng ta nên tìm cái điểm nào mà có nhiều ẩn số đi qua nhất mà lại có nhất là những cái lực xiên thì tuyệt vời. Khi mà thầy xét qua cái điểm B ấy, thì SBD và SBE sẽ không còn trong phương trình nữa bởi vì chúng đi qua tâm quay nên không sinh ra moment. Vậy thì nó chỉ còn mỗi một ẩn, đó là SCE, mà SCE lại là cái lực nằm ngang, cánh tay đòn của nó đối với điểm B còn bằng 4, đúng không các em? Đúng rồi em?
Dạ đúng rồi, đúng rồi thầy. Thế bây giờ rồi ok, bà Phước thế là được 10 điểm cộng em. Thế bây giờ các bạn bảo thế thầy em cũng không thèm thích điểm B, em thích một điểm khác nữa cũng hợp lý tương tự như vậy. Có em nào tìm ra điểm khác vào điểm B không mà nó cũng tương tự như vậy không? Ai trả lời được nào? Là bà Phước giơ tay hay là giơ tay từ ban nãy rồi? Rồi, nào ai có thể tìm ra cho thầy một cái điểm cũng tương tự như điểm B đấy, cũng chẳng phải ưu việt hơn đâu. Cũng tương tự như điểm B thôi. Thế mời Hà Quang Quốc Toàn nào em. Thầy là điểm E. Đúng rồi em ạ, à, mặc dù ở đây á thì thầy không có thể hiện trên hình vẽ, nhưng mà rõ ràng là SBE và SCE này nó phải cắt nhau tại điểm E, mà điểm E này nó không có trên hình nhưng mà nó ở ngoài hình cũng vẫn được. Các em ạ. À. Bởi vì điểm E lúc này là nơi hội tụ của SBE và SCE. Thì nếu thầy xét phương trình mô men của điểm E ấy, thì thầy cũng chỉ còn mỗi một cái lực là SBD là ẩn mà thôi. Thì do đó ở đây thì thầy chọn một trong hai điểm thôi, thì thầy chọn điểm B đi, bởi vì điểm B ít nhiều nó cũng còn trên hình. Thế thì ai có thể triển khai ra cho thầy tổng mô men của điểm B, đối với mô men của điểm B nào, ai có thể trả lời cho thầy nào? Thế mời Bùi Tuấn Đạt em. Dạ thầy là bằng SCE nhân cho 4. À, dương SCE, quá đúng. Nhân cho 4, tiếp đi em. Hay là bằng chưa, chưa bằng đâu, nó sao bằng được? Chưa bằng. À, còn lực B nữa là... sinh ra moment của điểm B chứ. A. Sao lại A? A là tên điểm em ơi. Còn lực nào nữa nào? Chúng ta có 5 lực tất cả mà SBD không còn rồi, SB không còn, SCE thì em nêu rồi. Còn hai lực nữa là lực 200 này và lực 200 kia. Dạ. Đây lực 200 này này và lực 200 này này. 200 nhân cho 4. Hả? Nói lại. Trừ 200. Trừ là không đúng rồi. Cộng 200 chứ. Trừ là không đúng rồi. Các em mà còn chưa thạo cái điều này thì các em đi thi rất bất lợi các em ạ. Các em vẫn không nhìn ra được là cái moment, là cái dấu của moment của cái lực này quanh cái điểm B này nó làm nó cũng quay ngược trên kim đồng hồ, mà tại sao lại trừ được? Vẫn cứ thấy là lực đi xuống là bằng dấu trừ à? Cộng 200. Đấy, hiểu tại sao là cộng chưa? Dạ hiểu rồi, tại nãy nhìn vô điểm C đây là điểm C, nhưng mà điểm C thì lực này lại đi qua cái tâm quay B rồi, làm gì sinh ra moment? Nên là còn là điểm A nên là cộng 200. Cánh tay đòn là bao nhiêu? Dạ hay là 5. Sao biết? Giỏi thế. Hay là kẻ từ A qua bên điểm A kéo lên và bên kéo vào B thì bằng đoạn AC là em bằng nói 5. Là từ A hạ vô góc trong đây là không đúng rồi nhá. Đúng không? Còn đây B mình nói là từ góc. A vô góc là không đúng, bởi vì nguyên tắc là em phải kẻ cái giá của lực về hai phía này, nối dài này. Rồi từ dạ. Tâm quay này em hạ vuông góc xuống này, có hiểu không? Thì em nói nó bằng đoạn AC á thầy. Biết là như 5. Thế nhưng mà nếu phải nói cho nó rõ ra thì các bạn dạ. Không có bị. Rồi, bằng không. Đây là phương trình số mấy các em nhỉ? Số 6. Thế thì đấy là một cách để giúp chúng ta tìm ra được những cái ẩn mà chúng ta không cần phải dùng pháp nút, tức là chúng ta dùng cái kiến thức đó là cân bằng của một vật rắn các em ạ. Thế thì bây giờ cái nửa bên tay phải này á thì chúng ta có thể tìm được ba ẩn này dựa vào nửa bên tay phải này không? Cái câu trả lời là hoàn toàn có các em ạ, bởi vì các em nhìn này. Ở đây thì cắt đôi ra thì ở đây là nếu mà thầy dùng phía bên tay phải á thì chúng ta cũng có ở đây là SBD các em ạ. Các em vẽ hình ra đi. Vẽ ra đi. SBD. Thầy vẫn có SBD. Thầy vẫn có SCBE các em ạ. Ơi. Ơi. Em có tiếp trường em cho em nghỉ trước các em nào mà cần đi nghỉ thì các em cứ nghỉ trước đi nhá. Dạ. Không cần phải hỏi thầy nữa. SCBE. Và cắt cái thanh mà SCEC ở đây thì ta có là SCCE ở đây. Các em lưu ý rằng là nếu như ở đây chúng ta có hai cái lực này thì các em thấy là cái lực này và cái lực bên tay trái này là nó ngược chiều nhau. Bởi vậy khi mà thầy lấy hai nửa này thầy chập lại thì thầy có được cái dàn ban đầu. Cả lớp có hiểu ý tôi nói không các em? Cả lớp ơi. Có thầy ơi. Tức là bây giờ thầy lấy nửa trái nửa phải thầy chập lại thì thầy có ra là cái dàn ban đầu này. Do đó thì thầy dùng nửa phải để thầy tìm ba cái ẩn này cũng hoàn toàn làm sao các em là được. Thầy cũng lại viết phương trình tổng FKX bằng 0. Thầy lại dùng phương trình tổng FKY bằng 0. Và thầy tổng moment quanh một điểm nào đó thì hoặc là điểm gì các em nhỉ? Hoặc là điểm D. Hoặc là điểm gì? À xin lỗi, không phải điểm D các em. Hoặc điểm là y. Điểm E. Hoặc là điểm gì? B. Hoặc là điểm D. Không, không phải. Điểm B.
Đây là D này. Đúng không? Hoặc là điểm E, hoặc là điểm gì? Điểm B. Cả lớp đồng ý không các em ơi? Cả lớp. Đây là mấy thầy? Nhưng mà bây giờ thật câu hỏi là thế thì theo các em là chúng ta nên dùng nửa trái nửa phải các em? Ai có thể trả lời được thầy nữa? Nó bây giờ thầy nửa trái thầy cũng có thể tìm được bằng ba phương trình, nửa phải thầy cũng tìm được ba phương trình, nhưng mà theo các em thì thầy nên dùng nửa trái nửa phải. Thầy mời Phùng Tuấn Khanh rồi. Dạ thưa thầy, là nửa trái. Tại sao? Dạ nửa trái thì nó ít ẩn hơn. Đúng, không không phải ít ẩn hơn. Ẩn thì vẫn là ba thôi các em à, ẩn vẫn là ba ẩn. Phải là ít lực. Ít lực hơn, đúng rồi, giỏi lắm các em. Các em đếm mà xem. Bây giờ các em dùng nửa trái, các em có mấy lực tất cả các em? Hả? Năm hả? Năm lực rất rõ ràng. Ba cái lực ẩn này và hai lực 200 và 200 này. Còn nếu thầy dùng nửa phải thì có mấy lực ở các em nhỉ? Đếm coi. Ba lực ẩn, hai lực 400 nữa là 5, thêm ba lực này nữa là mấy? 8 lực. 8 8. Ừ, 8 lực. Thế vậy thì có nên không? Không. Ờ. Mặc dù kết quả của chúng đều cho như nhau. Các em ạ, tuy nhiên á thì bây giờ các em bảo rằng là nếu mà chúng ta cứ dùng phương pháp mặt cắt hoài á thì cũng không ổn đâu các em ạ. Mà phương pháp mặt cắt này các em phải phối hợp với phương pháp nút, bởi vì các em không thể thoát được phương pháp nút đâu các em. Bây giờ thầy sẽ giải thích cho các em là tại sao mà chúng ta không cắt con số 2 thanh. Đây bây giờ giả sử như thầy cắt 2 thanh thì thầy chỉ có thể cắt qua cái điểm này thôi, đúng không các em? Nhưng mà cắt 2 thanh thì có khác gì là thầy xét cái điểm nút này không ạ các em nhỉ? Đúng rồi game. Ban đây chúng ta có xét điểm nút A đúng không? Đúng rồi game. Đúng rồi. Thế thì cắt hai thanh á thì vô hình chung ra đó là phương pháp nút các em ạ. Cả lớp hiểu vấn đề không? Cả lớp. Có rồi. Còn nếu mà chúng ta cắt mà cắt 4 thanh các em nhìn này, đây cắt 4 thanh để nhìn này. 1 2 3 thậm chí là 4 5 thanh, 4 5 thanh. Thì như thế thì lại nhiều ẩn quá, cũng được. Cả lớp hiểu vấn đề chưa các em? Cho nên là chúng ta chỉ có thể cắt 3 thanh thôi. Hoặc là cắt 4 thanh. Thì trong đó có một thanh đã biết nội lực. Hiểu chưa? Để cuối cùng vẫn chỉ là 3 ẩn thôi các em. Tóm lại là nếu chúng ta dùng phương pháp cân bằng của một vật rắn thì chúng ta cũng chỉ có thể nào mà tìm được là dùng 3 phương trình để giải được 3 ẩn thôi. Như vậy thì khi nào chúng ta dùng phương pháp này? Khi mà đề bài không hỏi toàn bộ 18 ẩn, các em nhìn này. Khi mà đề bài không hỏi toàn bộ 15 cái nội lực mà nó chỉ hỏi các em đây, SDF. Các em nhìn nhá, đề bài hỏi này, SDF. Sau đó là FH đâu? FH đây. SFI. Sau đó SGI. Các em để ý này, bây giờ đề bài hỏi này, DF, FH, FI và GI, FG. Vậy thì các em sẽ cắt như thế nào? Hỏi lại nhá. Bây giờ chúng ta sẽ ý tưởng này. Vẫn đang ghi video rất tốt. Nghe cho kỹ câu hỏi này. Bây giờ câu hỏi á, nào các em, bây giờ nó hỏi là DF. DF bây giờ chúng ta xem nó hỏi những cái gì. Thấy bôi lên này. Nó hỏi FH. Đây. Các em chú ý là thường là chúng ta vẫn phải đi tìm phản ứng liên kết cái trước các em nhá. FH này, FI, GI và FG. Nào bây giờ ai có ý tưởng nào?
Các em có thể không cần tìm phản lực liên kết thì các em chỉ được dùng nửa trái mà thôi. Còn nếu em muốn dùng nửa phải thì em phải tìm phản lực liên kết trước. Ai có thể nói được cho thầy là bây giờ chúng ta sẽ cắt như thế nào không? Để ta tìm được 3 trong số 5 ẩn này không? Mời Hà Quốc Toàn em. Thưa thầy, là cắt giữa cái đoạn DF về EG đó, cắt thẳng xuống. Đây à? Nhưng mà như thế này thì thầy lại chỉ tìm được mỗi DF thôi, trong khi thằng DG với lại EG thì đề bài lại không hỏi thầy. Tại sao thầy phải đi cắt như thế, đúng không em? 5 điểm cộng em. Thầy mời Tân Tiến em. Dạ thưa thầy, là cắt từ đoạn FH xuống, thẳng xuống đoạn GI. Cái này có đúng không em? Dạ đúng rồi thầy. Hoàn toàn chính xác em. Và nếu như thế thì em nên dùng nửa trái thì em đỡ phải đi tìm phản lực liên kết. Tức là thế này này. Còn nếu như em mà tìm phản lực liên kết trước ấy, thì các em được quyền dùng nửa phải. Có hiểu vấn đề không hả các em? Cả lớp hiểu ý thì nói không nhỉ? Rồi. Rồi. Xong. Còn nếu em dùng nửa trái thì em không cần tìm phản lực liên kết. Thế còn nếu bây giờ thì cần tìm thì sau đó thì sao? Ai nói thì còn hai ẩn còn lại thì thầy sẽ cắt lát cắt như thế nào đó? Đố ai nói được nào? Rồi ok, đố ai nói được. Ok nhá, như vậy thì lát cắt này sẽ giải quyết được ba ẩn, đó là FH là một, FI và GI. Bây giờ còn hai ẩn nữa. Đó là DF và FG. Ai có ý tưởng thì mời Ngọc Linh nào em. Em thấy ta cắt từ cái đoạn GF qua FG và qua GI. Quá chuẩn em. Khi thầy cắt lát cắt này thì lúc này thực sự ra nếu như mà em vừa dùng lát cắt trên thì em đã có được GI rồi. Thì lúc này ấy, em cắt lại một lần GI nữa thì các em chỉ cần dùng hai phương trình thôi, không cần hết cả ba phương trình đâu. Và các em phải lựa chọn phương trình nào để nó ra được cho em ẩn DF và FG, hiểu vấn đề không? Chứ còn nếu như mà em vẫn tìm lại GI thì cái LGI đó phải bằng với cái GI mà em tìm được ở cái lát cắt ở phía lát cắt thứ nhất này, lát cắt thứ hai này. Thế do đó thì chúng ta không cần dùng pháp nút nữa mà chúng ta sử dụng kiến thức cân bằng của một vật rắn, hóa rắn. Đến đây cả lớp có hiểu vấn đề không hả các em ơi? Rồi. Rất tiếc là thầy chỉ có thể đủ thì giờ để thầy có thể giải thích cho các em về mặt ý tưởng. Còn bây giờ làm ra đáp số thì sau tiết này các em còn tiết nào khác nữa không? Có thầy ơi. Nếu mà có thì thôi, rất tiếc là thầy không thể đợi các em để các em làm ra đáp số được. Nhá. Thì sau đây các em chuẩn bị nói điểm cộng đi, các em đếm lại điểm cộng cho mình đi. Đây thầy để chuẩn bị điểm danh và lấy điểm cộng các em.